Tiểu nha đầu, muốn ăn không? Tác giả Trinh. Giới thiệu: nhân vật chính Hoàng Anh Nhi, Jessie, 17 tuổi, tiểu công chúa hoàng gia. Chính xác là nó là công chúa duy nhất ở hoàng gia. Hoàng Anh Vũ, Travis, anh sinh đôi của nó, lấy tên đôi với nó luôn. Vương Minh Khải, hắn 17 tuổi, bạn anh nó, đẹp lắm rồi nha. Trip Nguyễn Hoàng Thiên Linh, Vicky, là nhỏ 17 tuổi, bạn nó, tiểu thư. Nhỏ và nó chính là cặp đôi siêu quầy, hắn và anh chính là nhị đại thiên vương. Chương 1. Tít tắc, tin nhắn vang lên. Một tiểu thư công chúa đang cố tay với tìm điện thoại. Tít tắc. Tiểu nha đầu đáng yêu, đại ca ca, gọi mau nghe máy. Đúng, tiểu công chúa đang nằm trên giường, nhưng khổ nỗi là chân đằng tay, đầu đằng đông, chân thì dưới đất. Alo, đại ca à? Tiểu nha đầu, còn đang ngủ sao? Dậy đi, 30 phút nữa, máy bay về Việt Nam sẽ cất cánh đấy. Vừa nghe đến hai từ Việt Nam là con bé bật dậy. Về Việt Nam? Nhanh coi, còn 29 phút nữa, sắp xếp đồ đạc rồi về Việt Nam với anh. Được, con bé cúp máy rồi tá hỏa đi sắp xếp đồ. 15 phút sau, con bé đã có mặt ở sân bay và chuẩn bị cất cánh. Ở trên khoang VIP của máy bay, có một cô công chúa đang ngủ. Chuyến bay về Việt Nam đang chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng cài lại dây an toàn. Tiểu công chúa kia nghe thấy tiếng mới chịu tỉnh ngủ, đứng dậy lấy ba lô và vali. Xuống máy bay, nó ngó ngang ngó nghiêng tìm đại ca, không thấy. Chết tiệt, đành tốn tiền gọi điện thoại vậy. Vừa gọi xong, một chàng trai mặc cả dây đen, đeo kính râm, khắc chữ T bằng bạc, cũng may là da trắng, đang vẫy tay với nó. Nó chạy đến hôn môi anh ta. Hôn môi? Anh ta là ai? Đúng rồi đó, anh nó đấy. Hai anh em về nhà, thế là nó lại chẳng nói chẳng rằng câu nào mà lại lên căn phòng với màu chủ đạm là xám và lăn ra nằm ngủ. Chương 2. Tiểu nha đầu, dậy đi. Hả? Cho em ngủ một tí thôi mà. Nó quơ quơ tay, quơ chân tùm lum. 3 giây, nếu không muốn muộn học. Còn bé nghe đến đây bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng đi đánh răng, rửa mặt, kim thay quần áo. 3 phút sau, nó đã đứng nghiêm theo kiểu quân đội trước mặt Travis. Ngoan, ngồi xuống ăn sáng đi. Gia đình của nó đã rất hạnh phúc, nhưng sau đó ba mẹ nó cắm đầu vào công việc, khiến hai anh em nó càng xa lánh họ, nên 52 tuổi hai đứa nó dọn ra ở riêng cùng với người quản gia và giúp việc. Hai đứa nó tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Bỏ qua nhé. Anh em nó đi đến trường, vừa bước xuống xe vào cổng, tiếng hét của nữ sinh vang dội lên tận trời mây. Anh Travis kìa. Travis, anh là bạn trai em nhé. Anh Travis, em yêu anh. Đại ca, sao anh lắm phanh từ dưới mộ chui lên thế, lại còn hăm hăm nữa. Sao tiểu nhà đầu em lại trách anh? Trách thì phải trách trời phú cho anh vẻ đẹp trai chứ. Cơ mà phòng hiệu trưởng ở đâu? Em đi thẳng, ở tầng cao nhất. Em đi đây. Anh đi cùng với em. Thôi không cần đâu. Nó quay lại hôn môi Travis rồi đi thẳng, khiến fan hâm mộ điên lên. Còn cảnh, hắn cũng đang từ trong kia đi ra, nên còn cảnh nhìn thấy anh em nó hôn môi. Hay, lại là bồ mới của mày hả? Bồ cái đầu mày ấy. Đầu tao có bồ sao? Mày vừa vừa thôi nha. Sao? Sao hôm nay mày lại hứng thú với cái loại nhí nhảnh như có cảnh hả? Đã bảo là không phải mà. Không phải mà hôn à? Rồi sao? Em tao đây, mày ý kiến gì? Em mày, cái đứa mày hay cãi đấy à? Tất nhiên. Thế rồi,
hai anh nắm tay nhau đi vào lớp chờ nó. Về phần nó lên phòng hiệu trưởng mà lại đi thang máy chuyên dụng cho ổng. Lên đến nơi, thư ký nhìn thấy, đứng lại ỏng ẹo chắn đường của nó. Tránh ra. Sao tôi phải tránh? Cô là gì khiến tôi phải tránh chứ? Alo, hiệu trưởng, tôi đến rồi. Được. Nó lo điện thoại, gọi rồi cúp máy. 3 giây sau, hiệu trưởng đã có mặt. Thư ký Trang, sao cô lại đứng tránh trước mặt của tiểu thư hả? Tiểu thư? Đúng. Tiểu thư, mời vào. Cô thư ký tránh ra cho nó vào, còn rõ rất xin lỗi nó. Nó đứng lại. Cô tên gì? Dạ thưa tiểu thư, tôi tên là Huỳnh Trang ạ. Tên kiều quá nhỉ. Tiểu thư cứ quá lời. Alo, lão ba. Tôi nghĩ ông nên cho thư ký Huỳnh đây tăng lương một chút. Ngày mai cho cô ấy nhận lương, sau đó cho cô ấy nghỉ hưu sớm. Hả? Cái gì? Ông đang bận. Vậy lão ba, để tôi làm. Nó cúp máy. Xin tiểu thư tha cho tôi vẫn còn cha mẹ già ở nhà. Đứng lên, đừng làm tôi thất vọng. Hiệu trưởng, tôi học ở đâu? Dạ, ông chủ bảo tôi xếp cho tiểu thư vào lớp của thiếu gia, chính là lớp VIP ở đằng kia ạ. Nó đi tìm lớp VIP. À, kia rồi. Nó đi vào, vừa bước vào nó choáng. Gì đây? Sao toàn là ghế salon với bàn vậy? Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Anh Nhi, em vào đi. Xin chào, mình là Jessie, rất vui được gặp các bạn. Nó tự tạo vỏ bọc cho mình, nhưng ai ngờ tính cách của nó là quậy như vậy. Ui, xinh gái mày ơi, bạn ấy đáng yêu thật. Mà khuôn mặt quen quá. Lớp này toàn trai xinh gái đẹp, nên miễn mâu thuẫn đi. Hơ, Jessie ơi. Nhìn bạn trông quen quá, chúng ta gặp nhau đâu chứ? Nó mỉm cười lắc đầu. Chết tiệt, nghe mấy đứa trong lớp nói vậy, tra viết nhà ta hận, mặt ổng đẹp thế này mà chúng nó không nhớ. Được rồi, Jessie, em muốn ngồi ở đâu? Cô ơi, nhóm của bọn em thiếu một người, tra viết nói. Vậy Jessie, em xuống ngồi với nhóm của tra viết đi. Nó đi xuống, ngồi cạnh bạn nữ bên cạnh. Nó mới nhận ra bạn nữ kia chính là con bạn thân từ thuở xa xưa. Viết, tao nhớ mày quá. Tao cũng nhớ mày lắm, nhưng tên tao là Vicky. Tiểu nhà đầu, em cưng bạn em hơn anh rồi đấy, Travis đắng lòng nói. Đại ca, nó mới nhớ tên tảng băng quái gì kia là ai vậy? Bằng hữu. Cái cậu kia, cậu nói ai là tảng băng quái gì cơ? Hắn bùng nổ, hắn đang cười mà sao biến thành tảng băng vậy, nên chính vì lý do này, tiểu nhà đầu mới gọi hắn là tảng băng quái gì. Mày chứ ai, Travis và nhỏ đồng thanh. Hai chú mày, sao vì người ngoài bắn đứng tao? Nó là em tao, mà mày bảo là người ngoài hả? Hai chú mày, còn cậu ấy nhìn gì? Tôi nhìn gì thì kệ tôi. Cậu, tôi là girl. Nên không phải là cậu cậu gì cả. Chương 3. Mới sáng sớm tinh sương, nó đã bị gọi dậy. Tiếng gọi nó dậy là của người đó. Vẫn câu nói đó làm cho nó bật dậy. Người đó là ai, các bạn nhớ không? Không nhớ thì xem lại chương trước nhé. Nó và Travis vừa lết được đến trường thì Trang. Đại ca, anh có nghe thấy cái gì không? Hình như là chuông vào học. Ba từ chuông vào học đập ngay vào mặt nó. Thế rồi xong, hai anh em chung nó chạy như bay vì bóng ma học đường rượt. Bà này hay ha. Hai anh em bọn nó đã chui vào toilet nam để trốn mà còn rượt theo vào đây. Sợ thật, nhưng mai là có mấy thằng du côn trong trường đi ra nên bà mới ra ngoài, chứ không lại xông vào mở cửa từng cửa phòng thì chết. Tí thì chết mất. Nó thở phào nhẹ nhõm. Em vẫn chưa chết được đâu, tí nữa ra ngoài mới chết nè. Hả? Tại sao? Đúng là Jessie cà rốt. Cô kêu anh vào toilet nam rồi tí nữa cô ra kiểu gì?
Ờ thì... Làm sao anh biết được? Giờ này chẳng có ai vào toilet đâu, nên ra nhanh thôi. Vừa đi ra cửa thì hai anh em nó gặp hắn. Ồ, cậu cũng vào toilet nam à? Cậu làm tôi thấy nghi ngờ về giới tính của cậu đấy, Hoàng Anh Nhi. Ờ, cảm ơn đã quan tâm tôi. Tôi còn nghĩ cậu vào toilet nữ cơ. Không nói gì nữa, ba đứa vô lớp. Hồn ghê, không có ông thầy và cô nào. Đoàn thòng dòng đi vào thì... Ahem, Hoàng Anh Nhi, Hoàng Anh Vũ, hai em là đi học muộn phải không? Ông thầy đập vào vai của hai đứa. Dạ, bọn em có đi học muộn đâu à? Tại taxi sáng không biết ăn phải cái gì mà đi đường cứ kêu đau bụng mãi, bọn em vừa mới đi khám về. Vậy em có sao không? Hay em lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. Em không sao à? Nó giả bộ dựa vào người của Travis. Thế em vào học được không? Dạ được. Ông thầy vừa đi ra ngoài thì cả cái lớp cười ầm lên. Học sinh trong lớp ai nhìn đều biết là đóng kịch. Nhưng đây ông thầy vừa nhìn thì lại tinh sái cổ. Bỗng nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào, thôi đành về chỗ vậy. Cả lớp chú ý, tuần sau chúng ta sẽ đi chơi một tuần. Một tuần? Đi đâu vậy cô? Đi biển. Wow! Tiểu nhà đầu, em có đi không? Chắc là không đâu. Ơ, sao mày không đi? Tao không thích. Hay là cậu sợ tôi và cả lớp biết cậu là không biết bơi? Hẳn khích điểu. Cậu... Đi thì đi, xem ai sợ ai chứ hả? Được. Chương 24. Hai ngày hôm trước, trước khi đi. Nói à, con không muốn. Con nghĩ không muốn là được sao? Ông nó thì ra sức kéo nó. Con thực sự không muốn con nữa, con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Đơn giản, ta giúp con làm chứng minh giả. Nó muốn xỉu lắm rồi nha. Nó phục nội nó, sát địa ngục luôn. Đến chứng minh thư mà nội nó vẫn có thể làm giả được. Ở một ngôi biệt thự khác. Ông à, con không muốn lấy vợ. Đời con còn dài mà trai còn nhiều. Ấy, lộn, gái còn nhiều. Một là con cưới con bé, hai là con không còn là chủ tịch của công ty nữa. Hai cái con chọn một đi. Ông à, chọn đi con. À, mà còn có phương án thứ ba nữa. Vậy cái thứ ba là gì ạ? Con chọn cả hai thứ trên. Hả? Hẳn là hẳn muốn xỉu lắm mà nha. Thôi được rồi, con cưới. Ngoan. Tại nhà của nó. Nội à, Jesse không muốn thì nội được ép nữa. Tóm lại con có muốn hay không? Ông nó lạnh lùng lơ đi lời nói của anh. Con không muốn. Vậy ta giúp con khóa thẻ tín dụng vậy. Ấy, đừng mà nội. Con cưới vậy. Thế là ngay ngày hôm sau, cậu dâu biết mặt chú rể, chú rể cũng biết mặt cô dâu, và đây chính là hôn ước. Giờ gờ. Nó khoác tay nội lên lễ đường để tránh sự cố xe váy, nên nội đã đặt cho nó chiếc váy ngắn qua gói. Tài váy dài mài bằng ghen trắng. Hắn nhìn nó, hắn chính thức tuyên bố đứng hình. Nội trao tay nó vào tay của hắn, hai đứa nó nhìn với kiểu bộ mắt nhìn nhau tóe lửa. Cha sứ, hôm nay chúng ta ở đây để dự hôn lễ của hai bạn trẻ này, Phương Minh Khải, còn có đồng ý lấy Hoàng Anh Vũ. À, Hoàng Anh Nhi làm vợ, dù con đồng ý. Vậy còn con, Hoàng Anh Nhi, con có đồng ý lấy? Con đồng ý, nếu chồng con là Vương Minh Khải. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hôn đi, hôn đi. Hắn kéo nó sát vào thì thầm to nhỏ, khiến mọi người tò mò. Là vợ tôi rồi, cấm đi hôn thằng anh cậu nữa. Tôi tưởng cậu còn lấy thằng anh tôi nữa cơ chứ. Chính thức hai đứa nó đã về nhà chung sống, chứ khổ cho thằng anh già kia. Mới đêm trước còn ôm cô dâu ngủ, đêm nay là y rằng ôm gói mà cắn răng ngủ.
Sáng hôm sau, hai đứa nhỏ lại xách hai cái ba lô lên xe đến biển. Căn bản, mấy đứa nhỏ đi xe riêng là tại nướng cháy giường mới chịu dậy. Chương 5. Sau khi cả lớp chúng nó đến biển, giáo viên chủ nhiệm cho chúng nó đưa đi nhận phòng. Này, cái thằng kia, hôm qua mày ngủ với nó chơi đủ hay sao mà còn dành với tao? Travis kéo tay phải của nó. Tao chơi đủ đấy, cậu ta ngủ với tao. Hắn kéo tay trái nó. Mấy người im đi, cứ vặn axit vào mặt tôi là sao? Tôi ngủ với Vicky. Nó hay ẩm lên ướt giấy, chạy ra chỗ nhỏ. Tiểu nha đầu, mau sẵn đầy ngủ với anh, sườn anh thiếu một người. Cô là vợ tôi, sao lại ngủ? Sườn hai người thiếu à? Ừ. Vậy hai người sang ngủ chung đi, vậy là sườn đó thiếu người rồi. Cô, tiểu nha đầu. Này, Phiếp ơi, đêm nay hai tên này đóng phim đam mỹ đấy, có xem không? Khiếp, mẹ biết rồi còn hỏi, xem chứ. Học sinh trong lớp nghe bốn đứa nó mà cười lăn lộn. Wow, không ngờ nhị đại thiên vương lại đóng phim đam mỹ nha. Khiếp, thà cho bọn em chỉ mới có 17 tuổi mà các anh đã đóng phim 18 cộng rồi. Mấy người im đi. Thầy nói vậy thôi, hẳn 50 đứa học sinh chạy vào phòng thay đồ đi biển. Nó mặc chiếc áo bơi màu trắng, xếp thành nhiều tầng, có hai dây buộc nhỏ, quần sọt trắng. Nhỏ thì lại cả một bộ bikini màu xanh sky, chấm bi trắng. Sau khi ra bãi biển cho giáo viên cắm lưới để cho bóng truyền bãi biển, chúng nó chia ra làm hai đội, một đội nam và một đội nữ. Cả đội nam và nữ đều phải chọn ra hai người chơi giỏi để thi. Cuối cùng thì bên đội nam phải chọn ra Travis và hắn, đội nữ thì chọn tiểu nha đầu và nó. Trận chiến bắt đầu khá quyết liệt. Hắn đánh bên phải, nó đã bên trái, Travis đã bên trái, nhỏ đánh bên trái. Đánh qua đánh lại thì tỷ số vẫn đang cân bằng nhau, chính là không đều. Xong hai hiệp, tỷ số đang là 7-5, nghiêng về đội hot girl kia. Sau hai hiệp, tất cả 50 học sinh lao đầu xuống biển. Chúng nó đang tổ chức cuộc thi bơi nam nữ giữa lớp VIP và mấy anh chị kêu kêu ngoài kia. Cậu nghĩ ai sẽ thắng đây? Tớ nghĩ là học sinh lớp VIP đấy. Chúng nó sung thế cơ mà. Tớ lại nghĩ là mấy thằng chàng trai trẻ kia, nhìn họ có rất nhiều kinh nghiệm. Đúng là học sinh lớp VIP sung sướng thật, nhưng vẫn thua hiệp 1, mãi hai hiệp còn lại mới thắng anh chị kinh nghiệm đầy mình. Chương 6. Tại ngày hôm bóng chuyền bãi biển đó, 50 đứa rủ nhau đi ăn, nhà trường đã đặt bàn trên thuyền. Nó đi ra khỏi phòng với áo rất tớp màu đen in chữ Bét theo kiểu Y in Y. Quần sọt đen bó, thêm đôi giày bánh mì màu đen và chiếc áo khoác hình thỏ Totoro. Nhỏ thì lại mặc chiếc váy maxi có phần đen trên, phần dưới đen trắng, xen kẽ kết hợp với giày cao gót kiểu đế bánh mì màu trắng. Còn 48 người còn lại, em không cần biết. Lên thuyền, nam mấy đứa vừa ngồi xuống bàn cầm menu lên, hắn nói to. Mọi người chọn món, tôi bao. Ít ra thì hắn cũng không nên kêu với vợ, nên cho cô vợ yêu quái kia biết thế nào là hào phóng. Bạn khải đai của chúng ta bao rồi, các bạn chọn nhiều một chút đi. Nó nói, thế rồi 49 đứa lao đầu vào chọn. Hắn mặt tay mát khi nghe chúng đó gọi, còn anh phục vụ thì chảy mồ hôi hột mà ghi lấy ghi đẩy. Sau khi lần lượt các món được mang ra, 50 đứa vùi đầu vào ăn. Đang định tí nữa đi dạo thì bất ngờ có cái gì đấy, ai ngờ lại gọi cả đống thế này. Thôi ăn xong tí nữa đi dạo rồi về ngủ. Một tiếng đồng hồ. Xong rồi, có bằng nào đi dạo không? Nhỏ lớp trưởng kêu lên. Tớ, tớ. Thế rồi, 50 đứa đã đi dạo trên biển. 8 giờ rồi thủy triều lên. Mát quá, nó tiết mắt lại rùi dọn với nước. Hắn theo mỉm cười. Xem ra sau khi cưới nó về, hắn cười nhiều hơn rồi. 9 giờ hơn về lại khách sạn, ai nấy lấy thẻ phòng, rồi người người về phòng nấy.
Nó với nhỏ cũng thay đồ lên giường. Nói thật, chơi với hai con bé đó có ngày tự kỷ. Nó và nhỏ ngủ hai giường khác nhau mà on face chat với nhau. Mai đi đâu đây ta? Hỏi bằng Khải kìa. Muốn đi đâu? Nói đi rồi mày trẫm cho đi. Ai, cái thằng kia, mày mà là trẫm thì ta là đương kim hoàng hậu nhé. Trời, đương kim hoàng hậu cho tao làm gái mày đó. Ai thêm tên điên vào nhóm kia thế? Ông Vũ ấy. Chương 7. Mới ở biển được có 3 ngày thôi mà 50 đứa đã bị đưa về rồi, chả hiểu thế nào mà lại cho về sớm đến thế. Thay vì đi biển một tuần, lớp chúng nó sẽ lên một hòn đảo ở nốt 3 ngày còn lại. Thế thôi đành 50 đứa hành ngủ ngủ đi lên hoang đảo. Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại hoang đảo. Ông hét cái gì, đến họng lại, không thì tí nữa là khát nước. Bà lo cho tôi à? Ông điên à, tôi lo cho ông hết nước thì tí nữa làm sao mà 49 đứa bọn tôi có nước mà uống. Bà, nói chạy đến, hai ông bà đi kiếm củi với tôi không? Được, tôi đi với bà. Ờ, để tôi gọi Vicky. Nó chạy lại gọi nhỏ, thế rồi ba đứa cùng đi kiếm củi. Thật ra chỉ là kiếm mấy cái cành khô thôi. Đè mấy cành khô xếp thành xuống đất. Trời sắp tối rồi, không biết nhóm hắn đã tìm được đồ ăn chưa. Nói theo cách dân gian, lại đá đánh lửa. Suốt toàn 15 phút sau mới có lửa ngồi sưởi. Lâu quá, nhóm hắn chưa về, liệu cũng đã dừng xong rồi. 30 phút sau, biệt đội 5 anh em siêu nhân gao đã trở về. Tài mỗi người xách 10 em cá to đùng, rửa cá, rạch bụng, nướng lên ăn. Hắn tài lanh, cắn một miếng cá. À, mấy ông bà làm cá mà không bỏ ruột. Tởm quá. Ơ, mày xui vậy, bọn tao cố ý để một con cá không môi ruột đấy. Hay, bằng hữu à, sao mày có thể xui đến thế chứ? Hắn đèn mặt, giờ con cá của Travis ngồi ăn cho bỏ tức. 49 còn lại, lan ra cười. Ăn xong. Này, tôi có screen đấy. Mà lấy ra cho bọn tôi. Ê ê, tôi có pháo nè. Thế bà lấy đi, cho bọn tôi. Thế rồi chúng nó chơi đến khá là khuya. Đây chính là bí kíp sinh tồn. Chương 8. Sau 3 hôm ở trên hoang đảo về, trong 50 đứa thì có tận 51 đứa lên cơn. Đấy đấy, lại lên cơn rồi. Liên văn là 50 đứa đi về thì ôm nhau ở nguyên lớp từ đêm đến sáng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, mà lại từ tối đến đêm. Chỉ đơn giản là ở lớp quậy tưng lên, mua hẳn đồ ăn, mua hẳn quần áo đến đây cơ mà. Mấy ông, còn mày mang đồ ăn khuya về kìa. Nhanh lên, anh em mình tổ chức party tiếp đi. Trong phòng học, đàn rác tùm lum. Ahem. Ơ, cô. Sao các em mở party mà không mời tôi hả? Vậy, chúng em mời cô quẩy party à? Bọn mà học đường bước vào, phòng học im phăng phắc. Mấy anh chị kia, sao học mà nhảy nhót, đi dọn vệ sinh ở khu nhà trống kia cho tôi. Vâng, chỉ có mở bóng mà học đường mới dám to tiếng với hội học sinh đang quẩy mà thôi. Dạ. Tại khu nhà trống. Nghe nói hồi trước, có một chị 93 từ từ ở đây, đến bây giờ, oan hồn vẫn còn lẩn quẩn đầu đầy đấy. Hắn. Còn mà bảo bọn tôi. Nhỏ, phải là cái nhà này. Travis. Không bao giờ được cãi. Nó. Chỉ vì hàm phúc quẩy kia. Mà giờ mấy đứa bọn tôi phải lo cái nhà này. Mà vì sao phải lo nhà này? Chỉ vì phúc quẩy kia. Bỗng mà. Mấy anh chị nhanh lên, còn đứng đấy mà hát à? Thế thôi im hết một lượt, bọn hắn kéo tay nó vào phòng trống bên phải. Làm quái gì đây? Im đi, cậu muốn dọn tiếp à? Không. Chờ chúng nó quét xong rồi chúng ta đi ra. Gật gật. Nó ngồi xuống,
mệt quá đành ngủ một giấc vậy. Hắn cũng theo nó mà ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì bọn kia dọn hết xong rồi, đang về lớp, lại người nó kêu nó dậy. Nó dậy, biết mình bị nhốt nên rất hoang mang, bọn có tiếng hát vọng ra, nó giật mình, ôm chặt lại cánh tay của hắn. Hắn nhếch môi, mở ba lô lấy cho nó gói bánh bốc kỳ, ném vào người nó, rồi đi xung quanh gian phòng. Bỗng tiếng hát là vang lên, nó quay lại, mặt của một con ma trắng bệch đang ghé sát mặt nó. Nó hét ầm lên, khiến hắn giật mình rồi nó ngốc, quay lại thì thấy con ma đang đến gần mình. Trầm, hắn tặng một cước vào bụng con ma rồi ra bế sóc nó lên, ra ngoài phá cửa nhà. Hắn vừa đi, con ma gượng dậy gọi điện thoại. Alo, chị à, tình hình là một ngất một sốc. Anh Nhi ngất à? Minh Khải sốc. Không, anh Nhi ngất, em sốc. Đồ ăn hại. Ở sân trường, một tiểu nha đầu đang được vị hoàng tử đạp trai bế, nó thì cứ dụi đầu vào người hắn, hắn thì cứ nhăn mặt lại, hắn kêu bế nó nặng như là bế con lợn ấy. Nhưng cơ mà người nó chỉ bằng 1/2 người hắn cơ mà. Nặng, chả thích bỏ sờ đi ấy chứ. Về đến nhà, hắn thô bạo ném nó vào sofa, khiến nó lăn xuống đất. Ai da, bộ điên hả? Ngủ nhiều rồi, dậy nấu cơm. Hắn lạnh lùng xem cô dâu 1.800 tuổi. Bộ nhà không có người giúp việc sao? Nghỉ rồi. Đùa nhau à, người giúp việc nghỉ rồi thì cạp đất mà ăn. Nó có biết nấu ăn đâu. Trong cái thực đơn nấu các món ăn cho gia đình thì thứ nó biết làm chính là ốc mì. Thế là nó xuống bếp vật lộn một hồi, bê lên 2 bát mì tôm nóng hổi, càng thổi càng nóng. Đây là những gì cậu biết làm à? Ừ. Có mọi ốc mì thôi mà tận 30 phút. Hắn ngạc nhiên bước vào phòng bếp, choáng, trong thùng rác có tận 5 gói mì và mì nấu lỏng. Hoàng Anh Nhi. Chương 9. Dạ. Cậu làm cái gì? Cậu làm cái gì ở nhà tôi vậy? Tôi đã làm cái cha gì đâu? Còn trả trai với tôi? Tôi trả trai khi nào chứ? Được lắm. Được, bình thường. Bình thường này, đứng lại cho tôi. Tôi đẹp chứ đâu có ngu. Vâng, nguyên văn là hắn cầm cái thắt lưng bằng da quật nó, còn nó thì chạy lăng xăng, y như là con tinh tinh. Nhưng khi con... Hả? Đang đánh nhau mà ai lại đến thế này? Là ai đi nữa thì tưới nữa vào là ăn đòn. Nó ra mở cửa. Ô meo. Nó tuyên bố đứng hình. Hắn thấy nó đứng hình thì đi ra cửa. 3, 2, 1. Cả hai tuyên bố đứng hình toàn tập. Còn hai con người đang đứng sau cái cửa và đứng trước đóng vali. Ba, mẹ. Ừ, con. Sao ba mẹ lại đây? Nó hỏi. Tại nhà đang sửa nên vợ chồng già ta sang đây ở. Số ấy à? Mẹ con làm cho cái bếp cháy khét lẹt, tiền sửa bếp nên là sửa nhà luôn. Bà hắn nói. Dạ. Thôi, hai đứa đem vali vào cho ba mẹ nhé, giờ ba mẹ sang thăm nhà bên đó. Thế rồi, vợ chồng xà đi, để lại hai đứa con đang xách vali lên phòng nó và chuyển đồ từ phòng nó sang phòng của hắn. Nhanh lên, đàn ông con trai gì mà lê mề. Cậu giỏi thì tự bê đi, đừng có nhờ tôi nữa. Hàng ức chế hét lên, nó im bặt luôn. 9 giờ hơn, lúc chuẩn bị đồ đi tắm. Tôi tắm trước. Tôi trước. Chính là hai anh chị đang cãi nhau xem ai tắm trước. Cốc cốc. Khải, con xuống nhà, ba bảo. Dạ. Ồ, vậy là nhờ sự giúp đỡ của ba chồng nên nó danh chính ngôn thuận được tắm trước. Thầy rồi, được ai nấu đi thôi. Nó vừa tắm xong cũng là lúc hắn đi lên phòng. Hắn nhìn một lượt người nó. Kiều phết. Nó mặc chiếc áo ba lỗ dài, trắng, in hình mèo và quần đùi mềm. Hắn tiến đến, nó lùi dần. Cuối cùng, nó cũng đã đến tận cùng của căn phòng. Hắn cúi xuống hôn lên môi của nó. Ấy, môi nó vừa mềm lại vừa ngọt,
mùi hương trên người nó rất đặc biệt, mùi dịu dịu của bộ công anh lại ấm áp như hoa mặt trời. Nó đẩy hắn ra. Không phải đang hứng thú sao? Sao lại đẩy ra? Thật mất vệ sinh. Nó phản cầu xanh rờn. Này nhá, hắn làm ức chế lắm rồi đó. Sao rồi? Con bé sao rồi? Cô ấy nói mất vệ sinh. Nghe câu trả lời của hắn mà ba hắn nằm lăn ra cười. Ai đời hai đứa hôn nhau mà con bé lại nói thằng bé là mất vệ sinh. Hắn và nó ngủ chung một phòng, nhưng hắn phải đệm dưới đất ngủ, còn nó bái chủ địa bàn trên giường. Đêm khuya dần dần buông xuống, nhà nhà đang trong tình trạng yên tĩnh, bỗng cánh cửa sổ phòng hắn bật mở, một bóng đen chui vào, kéo nó ra và bắt nó đi mất. Chương 10. Sáng hắn dậy thì không thấy nó đâu, liền cuống cuồng đi tìm, tìm mãi nhưng nó ở đâu? Ở một ngôi biệt thự nọ. Nó bị đánh thuốc gây mê nên vẫn cứ ngất từ đêm qua. Bỗng một xô nước lạnh dội vào người của nó. Nó mở mắt hét ầm lên. Thằng nào, con nào, không cho bà ngủ hả? Nghe nó hét vào tờ người trong căn phòng nhốt nó, bịt tai lại. Nó hét xong mới bình tĩnh nói. Tại sao mấy người lại bắt tôi tới đây? Không biết sao, một cô gái mở cửa đi vào. Hỏi ngu, biết thì đã không hỏi. Tôi không có đắc tội với cô, tại sao cô lại bắt tôi tới đây? Với cô ta không có, nhưng với tôi thì có. Lần này, một chàng trai nói. Tử Phong. Nó sững người khi thấy cậu. Vẫn nhớ tôi sao? Tại sao lại là anh? Tại sao lại bắt tôi? Tiểu nha đầu, là vì tôi nhớ em. Cái tên đó, anh ta không xứng đáng để gọi. Vậy em có xứng đáng để nói như vậy với tôi? Cậu vuốt nhẹ má của nó. Đừng chạm vào tôi. Chỉ ra trước, cô gái vừa nãy bước ra khỏi phòng cùng đàn em. Tôi cho em xem. Cậu lòi laptop ra. Nó nhìn thấy cảnh hắn đang ôm một cô gái ngủ. Hơn nữa là họ không mặc quần áo. Nghĩ tôi ngu sao? Lần sau có làm vậy thì nhớ đừng để lộ dấu vết. Nghĩ nó ngu à? Rõ ràng là ghép ảnh mà còn ra oai. Vậy tôi nghĩ em nên xem cái này thì hơn. Cậu nhấn enter, bức ảnh Photoshop bị chuyển sang bức ảnh khiến ai nhìn cũng thấy đau thương. Đó là ảnh ba mẹ nó đang bị bất tỉnh treo lên trần nhà. Nó cố tìm dấu vết Photoshop nhưng không có dấu vết nào. Anh đã làm gì họ hả? Đâu có gì đâu, chỉ là treo họ lên thôi. Anh điên rồi. Tôi điên là do em ép đấy. Nếu không chịu làm người tình của tôi thì hậu quả là do ba mẹ em gánh. Cậu tiến đến hôn lên môi của nó. Không. Chỉ có cách này mà khiến em là của tôi. Hoàng Tử Phong, anh là đồ súc sinh. Sao tất cả những thứ thuộc về tôi anh đều cướp đi? Năm xưa anh không ngại mà cướp đi mạng sống của chị ấy, còn số chết nổi lại chết bạn tôi. Bây giờ quay lại còn muốn tôi. Tôi sẽ làm em đau khổ như tôi. Chương 11. Anh im đi, Hoàng Tử Phong. Tôi về di thư của chị ấy nên mới không truy cứu việc đó. Di thư? Cô ấy biết sao? Chị ấy biết nhưng lại không muốn nói cho ai vì chị ấy không muốn ai làm hại anh cả. Chị ấy vì bảo vệ anh nên anh đã nhẫn tâm hại chị ấy. Không thể nào. Đặt chị ấy vào trong phòng TNT rồi chính ta hẹn giờ. Hoàng Anh Nhi, cô không được nói nữa. Nhìn nó nổ và để chị ấy chết trong đó, đã vậy xác còn bị cháy đen. Cô câm miệng lại. Tôi không xí cô ấy. Tôi cũng không đặt cô ấy vào trong cái căn phòng đó. Tôi không bao giờ làm cái việc bị ở tiểu nhân ấy. Thì anh là tiểu nhân mà, lại càng bị ỏi nữa. Cậu hét lên, ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống, ký ức bắt chợt ùa về. Lúc đó nó 15 tuổi, là con út nên rất được yêu thương, chiều chuộng. Rồi một ngày, bà nó đưa một người con trai về nhà. Cậu bé đó chỉ khoảng 7-8 tuổi gì đó. Bà nó nói, cậu bé đó là con riêng của ông ta với một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Và đương nhiên cậu bé ấy chính là cậu Hoàng Tử Phong. Hay đó, con là anh cùng cha khác mẹ của nó.
ba anh em chính nó chơi thân nhau. Rồi mãi về sau thì có chị họ con của anh trai mẹ đến chơi và thêm nhỏ nữa. Năm đứa chúng nó cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, còn cùng nhau chọc phá. Đến khi hai anh em nó chuyển ra ở riêng, tuy ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn rất chặt chẽ. Rồi khi nó 14 tuổi thì bi kịch đã xảy ra, cậu được nhận vào một tổ chức. Trong tổ chức, nhiệm vụ của cậu chính là phải giết chết chìa khóa vàng. Nhưng nào ngờ, chìa khóa vàng chính là chị họ của nó. Cậu cho người đem cô vào phòng lắp TNT và châm nổ. Cô chết chỉ để lại di thư và một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng cho nó. Cậu thì sao? Giết cô rồi sẽ đau khổ sao? Dù gì cậu cũng đã yêu cô 3 năm rồi, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Nhưng không, tay cậu đã đẫm máu rồi. Chính bàn tay ấy đã giết chết nhiều người, có cả người cậu yêu. Cậu đang ôm đầu nhớ lại ký ức thì cánh cửa phòng bị đạp văng. Hoàng Tử Phong! Anh! Travis nhìn thấy nó liền chạy lại cởi trói cho nó. Anh biết nó bị nhốt ở đây, địa bàn của anh. Giờ có đứa báo lại là có người vừa bắt được vị chủ tịch vĩ đại nào đây, nên anh lập tức đến. Hoàng Tử Phong, anh và người bạn đồng hành kia thật ngu, bắt tôi đến địa bàn của tôi. Địa bàn? Đây không phải là địa bàn của tổ chức sao? Ngu ngốc, tổ chức đang làm chính là của tôi. Dẹp đi. Người đâu? Mang hai người này đi cho tôi. Nó được trở về an toàn. Chương 12. Nó trở về nhà thì thấy hắn đang bất tỉnh nhân sự trên sofa. Người thì nồng nặc mùi rượu, quần áo sọc sạch, giữa chân thì toàn là vỏ rượu. Nó đau khổ lắm mới kéo được hắn lên phòng. Méo, người gì đâu mà nặng ơi là nặng. Nó đặt hắn lên giường, lấy khăn ướt đắp lên trán hắn. Còn nó thay đồ xong liền xuống pha nước chanh giải rượu cho hắn. Hắn vừa uống được vài ngụm liền mở mắt phun hết nước. Đứa nào cho tao uống nước muối hả? Đứa này này. Giọng này quen nè. Hình như là giọng nó thì phải. Nhưng nó đang bị bắt cơ mà, sao lại về đây được? Thần Linh ơi, là ảo giác. Ảo giác? Biến đi, đừng đến gần ta. Ảo giác nè con. Nó lấy cái dép phang vào đầu của hắn. Ôi Thần Linh ơi, ảo giác biết đánh người. Được, tôi đi. Nó thu dọn quần áo vác vào vali rồi tức giận bỏ ra ngoài. Nó nhìn thế thôi nhưng lại thù dai. Hắn lúc tỉnh dậy thì biết nó về rồi nên chọc nó một chút. Ai ngờ nó lại giận. Nó thì đi trước, kéo vali. Hắn theo sau xin lỗi như là con cò hó. Xin lỗi mà. Này. Này, không quay lại phải không? Được, không quay lại thì hắn cũng có cách cho nó quay lại. Hắn mạnh tay kéo nó vào, hôn lên môi của nó. Nó kinh ngạc cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng nó càng vùng vẫy hắn càng giữ chặt. Và đây chính là kết quả cho câu hát sự em đi và nó yêu em. Nó đành ngậm ngùi xin lỗi hắn vậy. Hắn đã bá đạo như vậy, nó sẽ đời con cháu chắc chích nhà hắn liệt tổ liệt tông luôn. Nó giơ chân đá một phát vào ngã ba. Hắn đau lắm luôn ấy, nhưng kéo nó về thì không thể buông. Thế là lạnh lùng hôn tiếp. Ôi Thần Linh ơi, nó sắp ngạt thở rồi. Hắn không buông nó ra lại nó chết à nha. Dùng sức lực, nó đá một phát nữa vào ngã ba. Hắn lần này đau ơi là đau, nên đành buông nó ra. Kiểu gì hắn cũng phải vô sinh. Nó đứng thở dốc, mặt đỏ ửng. Hắn nhìn mặt nó mà tim đập nhanh. Thôi kiểu này mai đi khám tim luôn. Hắn loại nó về nhà. Sáng hôm sau, nó đi học một mình. Thay thế thì cả nhỏ lẫn Travis thì nhà hỏi hắn đâu. Làm nó đập bàn, cầm cái giày đập từng đứa một. Còn hắn đang đến bệnh viện, ngồi xuống ghế khám. Bác sĩ nghe thử nhịp tim của hắn. Cuối cùng ông kết luận rằng hắn không bị bệnh gì cả. Thế là hắn đứng lên đập bàn, đập ghế, đập phòng, đập bác sĩ, đập luôn cả bệnh viện chỉ vì một lý do, không tìm được bệnh cho hắn. Chương 13. Sau hôm đó, nó bị bắt cóc, thì hắn nghe lời nó vì lý do là bồi thường cho nó vụ bắt cóc. Nói gì thì nói, hắn nghe đây, trong nhà hiện giờ chính là nó là chủ nô, hắn là nông nô.
Nó nằm, nó ngủ, nó chơi, còn hắn làm, hắn nhìn, hắn chảy nước dãi. Nó đang xem phim thì có tiếng chuông cửa. Nó bảo hắn ra mở cửa, hắn liền hét lên lý do vì sao hắn không phải mở cửa. Đơn giản vì hôm nay tôi là chủ nô, cậu là nông nô. Hắn ngậm ngùi ra mở cửa. Vừa mở cửa, ba mẹ hắn liền ngào đến. Hai vợ chồng già này không làm phiền cặp vợ chồng son này thì hơi phí. Ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Tại mẹ con. Rồi, mẹ con làm cháy bếp xong rồi sửa nhà, rồi đến chỗ con đúng hay không? Con biết rồi à? Hắn đương nhiên là biết, mỗi lần đến nhà hắn thì ba mẹ hắn chỉ có lý do là cháy bếp, sửa nhà. Nó thấy hắn đứng ngoài lâu quá, nên ra ngoài xem. Oh my god, sao nhà chồng tụ tập, đông đủ thế này? Á, ba mẹ chồng kìa. Ba mẹ? Ừ. Hai ông bà tươi cười rồi kéo nó ra sofa nói chuyện, còn đóng hành lý kia, mặc cho hắn kéo vào. Đây chính là trọng con dâu, khinh con trai. Đến tối ăn cơm xong, nó chuẩn bị lên giường ngủ thì hắn leo lên, nằm xuống, một tay chống đầu, nhìn xà xi. Nó là kéo chăn gói trải qua xuống đất, hắn kéo nó lại khi nó bay vào lòng hắn. Hắn với tay tắt đèn rồi ôm chặt nó, vợ cái lý do hết mức là củ chuối, là sợ nó bị bắt cóc lần thứ anh ngờ. Sáng ngày hôm sau, mẹ hắn gọi hai đứa vào nhà kho, chị đã lấy cái bàn. Sao con lại phải đi? Thế sao con lại không đi? Dưới đó tối lắm, còn lắm thịt trùng nữa, con không đi đâu. Con lo gì, có nó đây rồi, hai đứa mau xuống đi. Nó đang định trả lời thì hắn đã nắm tay nắm chân kéo đi. Vừa đi xuống hắn mở đèn pin, nó cùng hắn đi xuống. Càng đi nó càng dán vào người hắn. Cánh cửa nhẹ nhàng nồng nàn khép lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, ba mẹ hắn đã đứng ngoài cầm cái túi gì đó. Còn phải trả cái, học cho lắm vào rồi chả biết yêu đương cái gì cả. Tí nữa tôi đổ ra rồi bà đóng cửa lại. Thế là ba hắn đổ cái túi ra, miếng túi vừa được mở thì hàng ngàn hàng vạn con thạch sùng chạy ra ngoài. Mẹ hắn nhìn tay đóng cửa. Mấy chục con bò ngang bò dọc, nó vô tình sờ được một số con. Đầu tiên nó không nhận ra đâu, nhưng khi ý thức được thì hét ầm lên, nhảy lên người của hắn. Nó càng hét càng làm hắn hoảng, chân tay luống cuống, chỉ biết ôm chặt nó. Nó ý thức được hắn đang ôm chặt nó thì bắt đầu vùng vẫy. Nhưng thật xin lỗi, hắn yêu nó mất rồi, càng vùng vẫy càng ôm chặt. Á, thả ra, thả tôi ra. Lắm chuyện quá. Hắn đem lời nói của nó nuốt hết vào bụng, hai người cứ hôn nhau cho tới khi nó không thể thở được. Hắn luyến tiếc buông nó ra thì thầm vào tay. Vợ à, anh yêu em. Chương 14. Để buông tha cho cặp vợ chồng đang yêu, ba mẹ của hắn đành chuồn về nhà. Sáng, hắn nắm tay nó, cùng nó bước vào lớp. Hắn vẫn vậy, vẫn cười với nó, vẫn vẫy tay với bọn con trai và vẫn coi bọn con trai, con gái trong lớp là không khí. Mọi người vẫn là đang hỏi nó đi đâu có phải không? Nó, nhỏ và Travis đang ở dưới căng tin trường vui vẻ gọi đồ ăn. Nó vội giành vé đi mua đồ ăn. Nó sau khi móc một ít thời gian đi chọn đồ ăn, quay lại, nó bất ngờ thấy một số cảnh tượng không nên thấy. Mọi người đón xem, nó là chuyện gì xảy ra? Vâng, Travis và nhỏ đang hôn nhau. Nó hoa mắt sao? Lấy tay lau mắt. Không có, nó không có bị hoa mắt. Hai người đó thật sự đang hôn mà. Nó cầm đống đồ ăn đặt xuống bàn, làm hai con người đang ngọt ngào bỗng chốc bị lôi về hiện tại. Travis thấy nó sát như vậy liền ho nhẹ mấy tiếng. Lại có gì nữa kia? Nó lại đang hoa mắt à? Nó nhìn thấy nhỏ đang đỏ mặt. Ê Vicky, tao có thấy nhầm hay là hoa mắt? Sao mặt mày đỏ thế? Mày nghĩ tao không thể đỏ mặt à? Bình thường da mặt của mày dày lắm cơ mà, sao mà đỏ được? Cốc, đau, bộ mày nên cơm hả con kia? Nó ôm đầu.
Tao đang lên cơn đấy. Mày mà có ý kiến gì, ý cò gì nữa không? Thôi nha, tao vẫn còn muốn sống. Hơn nữa, sắp vào lớp rồi, tao đi trước đây. Nó vội đánh trống lảng, rồi chạy cái vèo vô lớp. Tùng trang, tùng trang. Vậy chắc đây là tiếng trống chuông rồi. Bước vào tiết một, bà giáo viên trọng đà trọng đảnh bước vào, nhìn mà ngứa con mắt. Sau cái nghi lễ chào giáo viên thì bà cất giọng trong veo như một số thứ. Cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Vào đi em. Bà cô ngoắc tay một cái, một cô ả bước vào, xinh lắm, nhưng xinh là nhờ sức mạnh của mỹ phẩm và make up. Xin chào mọi người, mình là Liên Ánh, xin được giúp đỡ. Được rồi Ánh, em tự tìm chỗ cho mình đi. Dạ, ả từ từ tiến về phía chỗ tiêm bọn nó. Đã không quen biết gì, ả tự nhiên ngồi lên đùi hắn. Kiểu này phải gọi là hồn nhiên như là con điên, chứ không phải là tự nhiên nữa. Nó nhìn mà muốn nổ cả con mắt, rõ ràng là chồng nó mà. Hắn quay sang nhìn nó, cả người toát mồ hôi. Chỉ vì ả kia ngồi lên mà hắn một lúc chiêm ngưỡng được cảnh 50 sắc thái trên mặt của nó. Nào là xanh, đỏ, đen. Tóm lại có rất nhiều màu hiện lên mặt của nó. Nó thấy hắn, nhìn nó liền ném sang cho hắn một cái lườm sắc lạnh với cả ý nghĩ. Làm cho hắn đẩy ả một cái, làm ả ngã xuống sàn. Ôm tiếp đi, rồi tối ra sofa mà ngủ. Hắn đẩy ả xuống, làm ả ngã. Ai bảo ả mặc váy quá ngắn, khiến vừa ngã xuống liền lộ hết. Hàng vừa lộ, đám con trai trong lớp thì lấy máy ra chụp, đứa thì nhìn đến xịt cả lớp máu. Hai, khổ đời cái đứa mặc váy ngắn. Chương 15. Sáng hôm nay vẫn như sáng thường lệ, nó cùng hắn đến trường, nhỏ với Travis cũng làm một số thứ giống như chương trước. Vừa đầu tiết, ả kia đã bắt đầu ôn án như là con rắn. Hắn bị kẹt giữa hai đứa con gái, một bên lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi chocolate với kẹo, một bên thì đậm đặc mùi nước hoa. Vào tiết anh văn, ả đặt tay mình lên tay hắn, ôm éo đủ kiểu, làm bốn đứa chúng nó nhìn mà ngứa cả mắt. Hắn mạnh bạo hất tay ả ra, nó cười lấy thành chocolate ra, xé vỏ, để trước mặt hắn. Hắn giơ tay ra lấy, nó liền rụt lại lấy thanh kẹo ngồi ăn. Ả cũng đâu có chịu thua, mở cặp, lấy gói bánh hô hô trước mặt hắn. Quà làm quen của em, anh ăn đi. Hắn nhìn cái bánh rồi lại nhìn vào nó, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không thèm nhìn thấy ả một cái. Giờ ra về, hắn với nó đi bộ. Ừ, đi bộ. Chuyện lạ nha, nó với hắn luyện thuyền để chuyện trên trời dưới đất, giữa biển. Nhưng vừa động tay động chân, động gân cổ đến chuyện của Liên Ánh, thì hắn bắt đầu mỉa mai nói. Nó cứ tính nhan sắc mà, cũng lấy mình với sân đất, vợ nhỏ. Ờ, cờ mà nhỏ, sau này anh bảo em theo nó thì sao? Lời vừa dứt, nó liền bị hắn khóa môi. Ở hiện trường, gần trường trung học phổ thông, chúng tôi nhận được thông báo có một nữ sinh tử vong. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân chết là bị hôn quá lâu. Thật ra thì cái suy nghĩ vớ vẩn viển vông của hai con người kia, nghĩ cũng đã rồi, làm thôi. Nói thật, hẳn mà không buông ra là nó đi uống trà với bác Hồ, chơi bài với bác Vương rồi. Hắn liền tiếc rồi đi. Thôi vì tính nàng con em chúng ta, hôm xong hắn nhả ra một câu nhảm mà chả liên quan gì. Tự nhiên muốn hôn vợ yêu của... Hello. Đây đấy, lại cái chảnh chọe nhảy vào lưỡi hắn ngồi rồi. Thấy ả, nó bắt đầu. Chồng yêu à, thì đưa về đấm lưng cho vợ với. Hôm qua vận động đến mỏi cả nhừ cả lưng. Ờ, đi, về vận động tiếp, rồi chồng đấm cho. Hắn kéo nó đi qua ả. Ả còn đang tức giận với cái ý nghĩ xấu xa. Anh ấy là lá đã có chủ, mày đừng hòng giành của tao. Chờ đi cô, anh ấy là của tao. Chương 16. Về đến nhà, hắn lôi tuột nó vào phòng,
đẩy ngã nó xuống giường, leo lên người. Hãy đừng nghĩ bậy, chỉ là nóng quá nên là cởi đồ mà thôi, chẳng có gì đâu. Mọi chuyện của hai đứa qua tốt đẹp cho đến một ngày, nó cùng nhỏ đi shopping, dạo phố và cả hai đứa đang chuẩn bị đi ăn. Hai đứa đang tiểu tích nói chuyện thì bước chân nó bỗng khựng lại, đôi mày thanh tú khó chịu, cau lại. Nó có phải hoa mắt hay không? Hắn đang ôm eo người con gái khác bước vào khách sạn. Nó quay đầu, mà kệ cho người con trai nó yêu đang vào khách sạn với người con gái khác, mặc cho con bạn thân đứng như là trời trồng. Nó cứ bước đi, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy nước mắt. Nó vẫn khóc và bước đi trong vô thức, bước chân không chịu dừng lại. Nó cứ đi, mặc cho ô tô nhấn còi inh ỏi. Đến lúc nào đó, một chiếc xe chạy qua không để ý nó, tưởng chừng là nó sẽ bị ô tô đâm. Nhưng đột nhiên một cánh tay kéo nó vô lòng. Lúc này nó mới ý thức được, nhìn lên người kéo nó. Là hắn. Nhưng không, chỉ là một người con trai khoảng 17-18 tuổi. Em không sao chứ, anh Nhi? Anh là ai? Anh là Vũ Thiên. Vũ Thiên? Ừ, anh về rồi này. Nó ôm lấy anh, người con trai chơi với nó từ nhỏ mà. Người con trai ấy, nó yêu thương nhất là phải vì gia đình mà chuyển qua Mỹ. Nó rất nhớ anh. Anh và nó cùng tìm một chỗ nào đó trong quán cà phê ven đường. Anh Nhi, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, nhất định anh sẽ giúp em. Anh không nên biết thì hơn. Ngoan, mau nói cho anh nghe. Anh à, anh về khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Anh muốn làm cho em bất ngờ. Anh em mình cũng nên về nhà nhỉ? Ừ, lâu rồi anh cũng không về thăm ông. Hai người cùng về nhà. Ông, nó chưa kịp mở miệng thì một giọng nữ khác chen vào. Anh Nhi, cậu về rồi hả? Sao cậu ta lại ở đây? Anh Nhi, con về rồi hả? Đây là Lạc Vĩ Liên, cháu gái của bạn ta. Con biết cậu ta. Nó gật đầu tỏ vẻ không hài lòng. Anh Nhi, cậu không nhớ mình sao? Không nhớ. Anh Nhi, Minh Khải đâu? Sao lại về với chàng trai này? Ông, con là Vũ Thiên. Vũ Thiên? Con về khi nào? Sao không nói cho ta biết? Dạ, con về hôm qua. Ông à, con và Vũ Thiên về nhà trước. Vũ Thiên, mau đi, Travis đang ở nhà chờ anh đấy. Ừ, con chào ông. Anh đi theo nó ra ngoài. Vũ Thiên, 18 tuổi, hàng xóm của nó từ nhỏ đến lớn, cho đến khi nó 14 tuổi thì anh sang Mỹ. Anh yêu nó từ rất lâu rồi. Lạc Vĩ Liên là người muốn cướp tất cả mọi thứ của nó về làm của mình, kể cả hắn. Chương 17. Travis xin gái, anh ở đâu? Nó đẩy cửa đi vào. Vũ Thiên, ngồi xuống đi, em đi tìm Travis. Ừ. Anh ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Nó đi tìm quanh nhà mới biết Travis đại ca kia đang ngồi trong phòng nhằm nhi One Piece. Phòng ốc bừa bộn toàn là vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ nước ngọt, vỏ snack. Nó đang ở trong cái phòng hay là cái chuồng lợn vậy? Kia là Travis hay là con lợn? Sau một hồi vật lộn với đống đồng nát sát vụn thì nó cũng đã lôi được Vũ Thiên lên phòng. Travis, Vũ Thiên đến chơi nè. Ừ, ngồi chơi đi. Travis trả lời nhẹ tên. Anh với nó quay lại nhìn nhau, mặt nó khó hiểu. Thế là hai đứa lại bắt đầu vật lộn với Travis, kéo ổng ra ngoài cho bằng được. Thế xong rồi cả ba đi chơi bời, ăn uống cho đã. Còn nó tạm gác lại nỗi buồn trong lòng cùng hai người kia chơi đùa thỏa thích. 8 giờ tối, nó ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghĩ về chuyện sáng nay, nghĩ đến cảnh hắn ôm eo người con gái khác vào khách sạn, nước mắt nó lại lăn dài. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó đã làm gì sai? Làm gì sai sao? Mà hắn lại chán ghét nó. Nó hận cuộc đời này. Tại sao lại tạo ra nó? Để giờ nó đau khổ đến tột cùng như thế chứ? Nó hận chính bản thân mình, ngây ngô, ngờ nghệch, đi tìm lời yêu hắn trao. Và nó cũng hận hắn vì hắn yêu nó.
10 giờ tối. Hắn lo cho nó quá, gọi mãi từ lúc 8 giờ mà nó lại tắt máy. Hắn vội vàng về nhà mở cửa, bước vào nhưng không nghe thấy tiếng anh đã về quen thuộc của nó vang lên. Lòng Quang có chút mất mát. Hắn đổi dép đi vào nhà, nhanh chóng vào phòng ngủ để chắc chắn nó đang ở nhà. Vào phòng ngủ, thấy nó đã yên vị trên giường, hắn cười nhẹ, tiến lại, đắp kín chăn cho nó, hôn lên trán nó một nụ hôn ấm áp. Hắn sau khi tắm xong, lau khô tóc, liền lên giường, ôm nó vào lòng, rồi từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Khi hắn ôm nó, chính là lúc nước mắt của nó lăn dài, làm ướt cả một mảng gói lớn. Nó biết phải làm sao, những cử chỉ này của hắn làm cho nó tan chảy ra thành vũng nước. Nó thì vẫn chỉ thầm khóc trong đêm. Đêm nay trời mưa, trời mưa vì thương cho câu chuyện tình của nó. Nó khóc cũng vì câu chuyện của mình. Nó cứ ngỡ tình yêu của nó giống như là một chuyện ngôn tình, một câu chuyện ngôn tình đầy đủ sắc thái. Hạnh phúc có, bi ai có, vui vẻ có. Và nó ngỡ hắn là chàng sói ca ngoài lạnh trong ấm, giống như nam chính trong câu chuyện ngôn tình mà nó hay đọc. Có lẽ nó và hắn gặp nhau, nó và hắn yêu nhau đều là do duyên trời. Chương 18. Tí tách, trào. Sáng sớm, mưa rơi rã. Trận mưa này như phủ một tấm vòm trắng tinh khiết lên bầu trời xanh ngát, hòa cùng với ánh nắng buổi sớm mai. Ánh nắng rọi vào phòng, làm cho cả phòng đều bừng sáng lên. Mắt khẽ nhăn lại, theo bản năng đã duỗi lưng ra. Sáng nay thật thoải mái, nó quay sang phía bên cạnh. Hắn đâu rồi? Sẽ có một ngày hắn rời xa nó không? Bật dậy khỏi giường, nó điên cuồng tìm kiếm. Nó sợ rằng nếu nó dừng lại thì hắn sẽ mãi mãi trốn, trốn đi để xa rời nó. Bịch, bịch. Tiếng bước chân dần dần nhanh lên. Mùi thơm từ phòng bếp bắt đầu lan tỏa ra. Nhất định là hắn, phải là hắn đang làm đồ ăn sáng cho nó. Nhưng khi chạy xuống phòng bếp là hình ảnh hắn với cô gái ngày hôm qua, Lạc Vĩ Liên. Hình ảnh hôm qua lại hiện lên trong đầu nó. Nó muốn khóc, muốn từ bỏ, muốn buông tay. Khải, anh... Vợ, em dậy rồi à? Mau lại đây ăn sáng. Á, à, Liên, em sao vậy? Không sao anh à, chỉ là em bị đứt tay tí xíu thôi. Vậy em lên nhà ngồi đi, anh mang hộp cứu thương lên cho. Chồng à, để vợ làm cho. Vĩ Liên, ra đây đứng. Chồng, mang lọ muối ra đây. Nó cười nhạt một cái, cầm ngón tay của Vĩ Liên rắc, rắc muối vào, cô ta đào đến nỗi làm gào thét. Xót quá, dừng lại đi. Anh Nhi à, con dừng lại đi. Hoàng Anh Nhi, dừng lại ngay. Sao hả? Không phải là muối dùng để sát trùng sao? Anh học hóa để làm gì? Làm cảnh à? Hắn im bặt. Đúng, sao hắn không nghĩ ra là cho muối vào vết thương để sát trùng cho con gái nhà người ta kia chứ? Nó nhìn hắn lo cho Vĩ Liên, lòng lại dâng lên nỗi đau. Xin lỗi, nó ích kỷ lắm, không thể nào chia sẻ hắn được đâu. Nó thật không muốn chia cho người khác, một chút cũng không muốn. Chồng, em không muốn ăn, em đi học trước đây. Nói rồi nó đi một mạch. Trời viết, đi học rồi sao? Không ở nhà mà quanh bay nữa à? Trời viết nói. Biết biết cái gì? Giờ nổi go dream go rồi. Nó đến luôn à? Hồi nổi One Piece thì trời viết ngồi kể xem như là hết 700 mấy tập rồi ấy. Thế mà chưa xem đến 600 mấy đã bao giờ chuyển sang xem phim. Thật là. Thôi đi, tao với mày đi chơi, kệ ổng đi. Vợ à, sao nỡ bỏ chồng? Nhỏ đáp. Không phải vợ nỡ bỏ đâu, mà là vợ cố tình đấy. Hai ông bà bớt bớt tình đi cho tôi nhờ. Hai ông bà yêu nhau thì cả thế giới này biết rồi đấy. Kệ bọn tôi, chồng nhờ. Chương 19. Phủ Thiên, chờ em lâu hay không? Nó chạy lại chỗ bàn ghế trong trung tâm thương mại thành phố. Anh vừa đến thôi. Anh xoa đầu nó. Anh và nó cùng sánh vai nhau đi đến khu giải trí. Anh đưa nó đến đây là chỉ mong nó có một cuộc sống như ngày trước.
ngày ngày cười cười, nói nói, vui vẻ. Tình cảm này của anh có lẽ không nên nói ra và chuyên tâm là một người bảo vệ vô hình cho nó. Cả ngày, anh cùng nó chơi đủ mọi trò chơi, nhưng ánh mắt nó cứ động lại tia buồn bã. Có phải nó nên buông tay hay không? Jesse, em không khỏe à? Hay mình về nhé? Em ổn mà. Anh à, đi uống với anh nhé. Cả hai cùng ngồi xuống ghế ngồi, gọi hai chai rượu lời mạnh. Nó vẫn cứ thấy tia buồn bã cứ động lại trong mắt của nó. Jesse, em đừng uống nữa, em đã uống quá nhiều rồi. Kệ em. Nói xong, mọi nó mím chặt lại, nước mắt cứ rơi xuống như những giọt lệ pha lê quý giá rơi xuống. Nó dốc cạn ly rượu trong tay, chất lỏng óng ánh mà cay nồng từ từ rót vào cổ họng. Nó càng khóc, càng uống nhiều. Nó duỗi thẳng người ra, đầu thật khó chịu, có lẽ tại hôm qua uống quá nhiều. Chớp mắt một phút, nó mới phát hiện ra đây không phải là cái phòng. Có mùi hương. Cái mùi hương này. Khoan đã, sao nó lại ở nhà? Jesse, dậy rồi à? Mẹ gọi xuống ăn sáng kìa. Travis, sao em lại ở đây? Vũ Thiên đã đưa em về. Ờ, anh xuống trước đi. Nó ra khỏi giường, vươn vai một cái. Hôm nay bắt đầu một ngày mới. Nó ăn sáng xong xuôi rồi quay về nhà. Vừa đẩy cửa vào nhà thì tách tách, một giọt, hai giọt. Cảnh nó đang nhìn thấy là quần áo vương vãi khắp sàn nhà, vỏ rượu rải rác, và nó nhìn thấy hắn và Lạc Vĩ Liên kia. Hai người bọn họ đều không mặc đồ, hơn nữa hắn còn đang ôm Lạc Vĩ Liên kia trong lòng. Trước mắt nó bây giờ chỉ cần là một màu đen u ám. Cạch. Nó đặt phong thư xuống bàn, vội vàng cả vali ra khỏi cổng biệt thự. Nó vẫn cứ đi, vẫn cứ băng qua đường, dù cho là đèn đỏ. Một chiếc xe lao vào người nó. Kít, trầm. Tài xế sau khi phanh xe, liền xuống xe. Nó đang nằm trên một vũng máu bay bết, dưới lòng đường, vai trắng bị như máu đỏ, khuôn mặt khả ái ướt đẫm nước mắt. Cô gì ơi, tỉnh lại đi, cô đừng làm tôi sợ. Tài xế lai xe lai người nó. Cô ấy không sao chứ? Cô ta sao vậy? Do chiếc xe đó. Làm sao? Người đi đường xúm lại càng ngày càng đông. Chuyện gì mà ồn ào như vậy? Chàng trai đang ân ân ái ái với người phụ nữ trong xe liền tỏ ra khó chịu bước xuống xe. Cậu chủ, là cho tôi không may đâm vào cô ấy. Người tài xế vội vàng thanh minh. Mịch Nhi, sao cô ấy lại ở đây? Anh lái xe cái gì vậy? Cô ấy là Mịch Nhi đấy, chết tiệt. Chàng trai vội vàng tay nó lên, quay lại hét lên với người phụ nữ trong xe. Cô, cút đi cho tôi. Anh, em vừa mới lên xe mà, giờ đuổi em xuống, sẽ có rất nhiều ký giả chụp ảnh mất. Không phải cô vừa nói, không sợ ký giả sao? Cút cho tôi. Cô gái sợ hãi, vội mở cửa lao ra khỏi xe. Chàng trai bê nó ngồi vào xe, đưa nó đến bệnh viện. Đến trước cửa bệnh viện, một đội ngũ y tá bác sĩ đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Chương 20. Thẩm Duật, thế nào? Cô ấy có làm sao hay không? Phạm Ngự, cô ấy đã qua khỏi, nhưng não cô ấy đã bị mất đi một phần ký ức. E là trong khoảng thời gian này, cô ấy sẽ không nhớ được bất cứ thứ gì. Mất trí nhớ? Cậu đùa với tôi à? Cô ấy trước đây cũng đã mất trí nhớ. Tìm ra nguyên nhân vì sao chưa? Tai nạn của cô ấy giống hệt với tai nạn của Mịch Nhi, đều không thấy người sau khi nhập viện. Có khi nào cô ấy là Mịch Nhi không? Kết thúc cuộc nói chuyện với Thẩm Duật, Phạm Ngự vội vàng đi về phòng bệnh của nó. Đến nơi nó vẫn đang hôn mê, cúi người hôn lên trán nó. Biết. Alo. Giọng của Travis nhẹ nhàng vang lên. Anh có phải là người nhà của Hoàng Anh Nhi? Phạm Ngự lên tiếng. Anh là ai? Sao lại cầm di động của em gái tôi? Xin lỗi, là do tài xế của tôi lái xe không cẩn thận, sơ ý đụng phải cô ấy. Cái gì? Tiểu nha đầu bị đụng xe? Anh đùa tôi chứ? Con bé đang ở đâu? Bệnh viện Lệ Nguyên.
Kelvin cướp máy, tức tốc lao ra xe, phóng thẳng tới bệnh viện. Chỉ chưa đến 10 phút anh đã tới cổng bệnh viện. Xin lỗi, phòng bệnh của bệnh nhân Hoàng Anh Nhi. Dạ, đợi chút. Y tá Lê Tần còn đang mãi ngắm vẻ đẹp trai ngời ngời của Travis. Nhanh lên, Travis bắt đầu cáo. Dạ dạ, y tá Lê Tần nhìn Travis nổi giọng mà hoảng sợ, vội vàng tìm thông tin. Hoàng Anh Nhi, em thử làm sao xem, anh sẽ hận em đến chết. Y tá Lê Tần nghe Travis lẩm bẩm mà cảm giác giống như là cậu đến đòi nợ bệnh nhân không bằng. Dạ, bệnh nhân ở phòng VIP 412, khu điều trị đặc biệt. Travis chạy vụt đi, bỏ mặc y tá Lệ Tân đứng một chỗ sợ hãi, đạp cửa chạy vào phòng. Tiểu nha đầu, Travis chạy lại ôm lấy nó. Xin lỗi, chúng ta quen nhau à? Nó đẩy người Travis ra. Jessie, tôi không quen Jessie. Cô ấy là người quan trọng của anh sao? Ừ, cô ấy rất rất quan trọng với anh. Tôi còn nói chuyện với anh, Phạm Ngự chen vào lời của Travis. Cô ấy mất trí nhớ rồi. Anh nói cái gì? Tiểu nhà đầu mất trí nhớ? Phạm Ngự cứ mặt im cho Travis túm cổ áo. Chết tiệt, Travis lao vào phòng. Em có thể nói anh nghe tên em hay không? Hoàng Anh Nhi. Anh là Hoàng Anh Vũ, anh trai song sinh của em đây. Anh trai song sinh? Đúng vậy, anh là Travis, em là Jessie. Anh hay gọi em là tiểu nha đầu. Travis, Jessie, tiểu nha đầu. Ừ. Bây giờ em đang ở bệnh viện Lệ Nguyên. Gia cảnh nhà em, à không, nhà mình như thế nào? Gia cảnh của em rất tốt, em là đại tiểu thư của hoàng gia. Trước giờ em chưa phải động một ngón tay vào việc gì cả. Em bao nhiêu tuổi? Đang làm nghề gì? Lúc rảnh rỗi em hay làm những gì? Tiểu nha đầu, em năm nay 17 tuổi, đang là học sinh. Em thích làm bánh lúc rảnh rỗi nhất. Thời gian, 30 phút trước khi nó về nhà. Anh Minh Khải, anh sai rồi. Lạc Vĩ Liên lên giọng nói. Cô biến cho tôi. Anh à, em là Vĩ Liên. Vĩ Liên, Vĩ Lý gì? Cô biến đi. Lạc Vĩ Liên bám dài như đẻ, đương nhiên là sẽ không bỏ về. Nhận lúc hắn không để ý, liền đổ thuốc kích dục vào rồ của hắn. Hắn càng uống, thuốc càng phát huy tác dụng. Nhưng khi chuẩn bị hôn thì hắn lăn rùng ra ngủ, nên Lạc Vĩ Liên lột đồ của hắn cộng với cô ả ra, rồi nằm trên sofa. Đến lúc nó về thì nhìn thấy, soạn đồ để thư lên bàn và bỏ đi. Hắn sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy hoàn cảnh của chính mình cộng thêm nội dung bức thư, làm hắn muốn bóp chết Lạc Vĩ Liên. Chương 21. Anh à, sau này cuộc sống không có em thì anh vẫn phải hạnh phúc nhé. Em đã đặt vé máy bay sang Mỹ rồi, đừng tìm em anh à. Hứa với em nhé, dù sau này có thế nào anh cũng phải hạnh phúc. Mà mỉm cười, không có em, vậy thì anh cũng sẽ hạnh phúc với Lạc Vĩ Liên. Anh yêu cô ấy. Ừ, em không muốn trói chặt anh nữa. Trước đây anh nói trái tim anh chỉ có một mình em. Em tin chứ? Nhưng bây giờ trong tim anh lại có hình bóng của Lạc Vĩ Liên. Sáng nay em đã thấy rồi, lòng em đau lắm anh ạ. Thôi, không cần trói buộc nhau làm gì. Kia là đơn ly hôn, anh hãy ký vào nha. Anh đừng lo, em sẽ tìm được người yêu em thật lòng. Anh cũng sẽ thế thôi, yêu anh. Hắn nhìn lại bức thư nó để lại là mắt đỏ ngầu. Hắn hận chính mình, hận bản thân mình. Vì sao để mất nó? Hắn sợ mất nó. Sợ rất lâu rồi, chính vì yêu mà sợ mất. Hôm ấy hắn cùng Lạc Vĩ Liên vào trong khách sạn, không phải của hắn. Vì hôm đó Lạc Vĩ Liên bỗng nhiên kêu mệt, nên hắn mới đưa ả vô khách sạn mà thôi. Nó nhìn thấy sao? Còn cái kia là do Lạc Vĩ Liên tự biên tự diễn. Hắn lúc đó đã say nên bất tỉnh rồi, sao có thể biết được gì chứ? Mắt của hắn đỏ ngầu, nổi lên từng mạch máu nhỏ. Đêm qua lại một đêm không ngủ. Đặt chân lên máy bay, hắn đã nghĩ nó đang vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu thương. Không,
hắn tuyệt đối không để cho một thằng ngựa đực nào chạm vào người nó. Nó là của hắn. Máy bay khởi động cơ rồi phóng lên trời, đi qua từng làn mây tinh khiết. Tiểu nha đầu, đợi anh, đợi anh mang em về. Ở phía bên kia thành phố, nó đang ngày ngày vô tư hồn nhiên vui đùa cùng với Travis và Phạm Ngự. Nó chỉ biết vô tư vô lo vô nghĩ. Travis cũng xin chuyển trường để trở về đây học cùng nó. Travis, anh đã hứa sẽ cùng nó trải qua những tháng ngày êm đẹp ở phía tây thành phố rộng lớn này. Khi anh đột nhiên chuyển trường, nhỏ không hiểu lý do, vì vậy mà khóc rất nhiều. Anh nhớ nhỏ, thương nhỏ, lo lắng cho nhỏ, nhưng anh phải làm thế vì nó. 3 năm sau, Phạm Ngự, anh mau đến xem. Lại nó, lại héo chút. Giọng nói trong trẻo vang lên. Mịch Nhi ngoan, chúng ta trồng lại, chịu không? 3 năm rồi, anh cùng Travis ngày ngày cùng nó sống một cuộc sống yên bình. Phạm Ngữ à, tại sao anh luôn miệng gọi em là Mịch Nhi như vậy? Tên em là Anh Nhi nha. Em rất sống với Mịch Nhi nha. Chị ấy là người quan trọng với anh sao? Ừ, cô ấy rất quan trọng. Vậy chắc chị ấy đẹp lắm nhỉ? Ừ, cô ấy rất đẹp. Anh cúi xuống ôm nó. Anh làm gì vậy? Một lúc thôi. Như vậy không sao chứ? Không sao. Ngốc, em chính là Mịch Nhi. Mịch Nhi cũng chính là Hoàng Anh Nhi. Chương 22. Mẹ kiếp, trong vòng 24 tiếng mà không có tin tức gì thì đừng trách. Hắn hét lên với người ở đầu dây bên kia. Đây là người thứ 100 hắn thuê đi tìm tung tích của nó. Tổng tài, vẫn chưa có tung tích của tiểu thư. Đi tìm tiếp cho ta, không thể để lâu được. Vâng. Ami quay người lại định bước ra. Ami, đặt cho ta vé máy bay về Việt Nam, trong vòng 20 phút phải có. Dạ. Ami cung kính nói rồi đi ra ngoài. Chỉ còn mình hắn trong phòng. 3 năm nay, hắn ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác tìm kiếm tung tích của nó. Không có tin gì về nó, hắn giống như ngồi trên đống lửa. 3 năm nay, mỗi giờ mỗi phút đều ngồi trên đống lửa. Hắn nhận ra, hắn đã rất nhớ nó. Hắn dùng tay xoa hai bên huyệt thái dương đứng dậy, cầm lấy áo vest, mắt trên ghế rồi bước ra ngoài. À, tôi không muốn. Đừng lại đây. Tôi không sai. Là anh làm tôi bị đụng xe. Không sai, chính là anh. Nó hét lên, giấc mơ này tại sao lại thật đến như vậy? Làm ơn, Khải, cứu em. Nó bảo người dậy, ác mộng sao? Người con trai tên Khải là ai? Làm sao lại mơ ảo đến như vậy? Vì sao nó lại ở đây? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng nó vẫn không thể trả lời được. Cạch, tiểu nha đầu, thế nào? Gặp ác mộng à? Khải là ai? Cái gì? Em hỏi Khải là ai? Khải, anh không có quen người nào tên Khải. Em muốn ở một mình, anh ra ngoài trước đi. Ừ, em nghỉ ngơi đi. Trở về sau đầu em gái bước ra khỏi căn phòng. Căn phòng lại trở về như ban đầu, tĩnh mịch và đen tối. Khải, người đó là ai? Tại sao lại cảm thấy quen thuộc? Tại sao lại có cái cảm giác là người thân quen? Có phải người đó trước đây mình đã từng ở bên nhau? Có phải từng yêu nhau? Hay chỉ là người dưng ngược lối? Là Phỉ Liên, tôi cảnh cáo cô, đừng có bám lấy tôi. Hắn hét lên. Anh à, em xin lỗi, nhưng em là vợ anh mà. Vợ tôi? Cuộc đời tôi chỉ có 2 người phụ nữ duy nhất, chính là mẹ và Hoàng Anh Nhi. Nhưng anh không coi em là vợ, nhưng ít ra anh cũng phải quan tâm đến Mai Mai chứ. Mai Mai, nó là con của tôi sao? Phỉ Liên, cô thật ngây thơ. Hôm đó người lên giường với cô không phải là tôi, mà là người chú kính yêu của tôi. Thế nào, lên giường với ông ta không phải rất tốt cho cô sao? Ông ta có tiền mà, không có quyền nhỉ? Vợ con không lo mà đi quan tâm tiểu tam. Anh làm sao mà biết?
Hằng kéo ngăn tủ ra, lại xấp ảnh ném vào mặt ả. Ả nhặt từng tấm lên, đều là ảnh ả cùng chú mây mưa, trên giường có, trong xe có, phòng thay đồ có, còn có cả trong trung tâm thương mại. Anh Khải, anh hãy tin em, làm ơn hãy tin em, chú ba là quyến rũ em mà. Giam cô ta lại, hắn phải tay ra hiệu với thủ hạ. Không, Khải à, đừng giam em, xin anh đấy. Lạc Phi Liên hét đến là cả họng mà vẫn bị lôi đi. Chương 23. Trời trở lạnh, xuân đi hạ đến, thu qua đông về. Đông năm nay nghe nói là rét kỷ lục, ngày nào cũng dưới 5 độ C. Mọi vật dường như không còn sự sống, đến con người cũng không muốn ra ngoài. Gâu, gâu. Hedrick, ngoan lắm. Cô gái xoa đầu con husky của mình. Gâu. Con chó vẫn vẫy đuôi xù của mình, liên tục cọ đầu vào lòng cô gái. Hedrick thuộc là chó husky. Hedrick có bộ lông đen tuyền. Nó không như đồng loại của mình, nó bị nhiễm bệnh loạn sắc tố, khiến cho nó có một đôi mắt hai màu, một xanh, một đỏ. Tiểu nha đầu, Hedrick, vào nhà đi, đừng để bị cảm. Hedrick à, Phạm Ngữ gọi rồi, chúng ta vào nhà nhé. Cô gái xoa đầu con chó rồi đi vào nhà. Hedrick thay chỗ đi cũng đi theo phía sau. Phía bên kia bầu trời. Phút. Khải, đừng đánh em xin anh, đừng đánh em mà. Lạc Vĩ Liên khóc lòn cả tầng hầm. Hằng phẩy tay ý bảo dừng. Cô có nói hay không? Tất cả là do ai bày ra? Không có ai hết, là em tự mình làm ra. Tề Rồi đánh thật mạnh vào đùi, phải làm cho Lạc Vĩ Liên má cứ thấm dần lên rồi. Giam lại. Rồi đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại tiếng rên rỉ đau đớn đằng sau. Hắn vẫn đi tìm, cùng một đường đi tìm mà tìm hai mục đích. Một là cô gái trong tim hắn, hai là con ác chủ đứng sau Lạc Vĩ Liên. Rốt cuộc là ai thao túng tất cả? Đầu óc Lạc Vĩ Liên tận chứa mấy chất đục đục nhão nhão. Kia sao mà có thể nghĩ ra mấy cái trò này? Ami, thả Lạc Vĩ Liên ra. Nhưng mà... Thả cô ta ra, theo dõi cô ta, tìm con ác bà chủ. Vâng. Ami theo lời của hắn đến phòng giam dưới tổng công ty. Khi xây tổng công ty của Vương Thị, hắn đã cho người đào xuyên xuống lòng đất đến âm 18 tầng. Mọi người đều gọi đó là 18 tầng địa ngục của nhân giới. Bên trên buôn bán đao quý, bên dưới là chế tạo vũ khí và đủ là cực hình. Nhiều năm xa nó, hắn tự lập công ty, sa ngã vào vũng bùn của xã hội đen. Vài tháng sau đã trở thành lão đại của một tổ chức sát thủ bí ẩn. Có thằng đàn ông nào lập nghiệp, bàn tay mà không nhuốm máu chứ? Hắn chỉ lo đến một ngày nó phát hiện ra sự thật này, rồi lại bỏ hắn đi một lần nữa. Hắn chỉ sợ thế thôi. Ngày 4 tháng 12, nó đã trở lại thành phố này. Nó nói muốn về thăm ba mẹ, thăm bạn bè với mục đích tìm ra Khải là ai. Nó dạo vòng quanh siêu thị, đẩy đẩy xe hàng. Nikkei Hàn Quốc. À, có vẻ ngon. Nó bỏ mấy chục gói vào xe đẩy. Latte macaron cũng không tệ, lại tiếp tục bỏ vào xe đẩy. Mì hàm bò là super hot. Cơ mà, nó ở trên cao quá cơ. Sao mà với tay được nhỉ? Nó cố với lên hàng trên cùng. Sắp được rồi. Một chút nữa. Đột nhiên, bàn tay khác với lên trước nó. Của cô đây. Người kia đưa cho nó gói mì. Cảm ơn. Nó đưa tay nhận lời gói mì, bỗng sững lại khi nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai kia. Nhìn rất là quen mắt, rất quen thuộc với nó, nhưng cũng rất quen thuộc với hắn. Người con... À không, người đàn ông đứng trước mặt nó là hắn. Anh Nhi, em trở về khi nào? Hắn mừng rỡ ôm chặt nó vào lòng. Anh, chúng ta quen biết nhau sao? Anh nhìn rất quen mắt cơ. Nó dùng hai tay chống lên ngực hắn, tạo ra khoảng cách cho hai người. Anh Nhi, em không nhớ anh. Anh chính là chồng của em. Chồng sao? Đến tháng sau tôi cùng Phạm Ngự ca ca làm lễ kết hôn. Phạm Ngự. À, vậy tôi nhận lầm người rồi. Chúng ta làm quen lại nhé.
Tôi là Vương Minh Khải, là CEO của Vương Thị. Quá, anh là CEO sao? Thật giỏi nha. Em là ai? Tôi là Hoàng Anh Nhi. Hôm nay chúng ta gặp nhau là có duyên có phần, chỉ bằng tôi mời em một bữa cơm để ra mắt ngày kết bạn của chúng ta. Chỉ là nó nghĩ là ngày kết bạn thôi, thật chất đây là ngày kỷ niệm cưới của hắn và nó. Chương 24. Ăn nhiều một chút, hắn gắp đồ vào bát cho nó. Anh cũng thấy, đừng chỉ nhìn tôi như vậy, nó cũng gắp lại cho hắn. Được, mau ăn, thức ăn sắp nguội hết rồi. Sau khi bụng nhỏ được ăn no, nó ra vẻ rất tự nhiên, giống như kiểu mình chưa xuất hiện ở hiện trường. Nó rời đi, ánh mắt hắn lại lãnh đạm, đôi lúc lại u buồn. Hắn đứng dựa vào cửa, tùy tiện cho một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn hút thuốc từ lúc nó đi, đêm nào cũng lâm vào tình trạng 1-2 bao mỗi đêm. Sợ góc tường tối, nó ôm miệng cố gắng để nín khóc. Nó nhớ hắn, lúc hắn ôm nó vào lòng, nó đã muốn òa khóc lên. Alo, Phạm Ngự ca ca, chúng ta kết hôn đi. Nó cố gắng để ngừng khóc. Anh Nhi, em sao vậy? Có chuyện gì à? Phạm Ngự ở đầu dây lo lắng hỏi. Tháng sau làm hôn lễ. Em đã nghĩ kỹ chưa? Vâng. Vậy được. Cả ngày nó nhốt mình trong phòng, cái cảm giác như hắn cứ lan tròn ra. Không gặp thì nhớ, gặp lại càng nhớ. Nó biết làm sao được, vở kịch dù sao cũng chưa hoàn thiện mà. Cốc cốc. Tiểu nhà đọc, anh vào nhé. Trà Vít đứng ngoài gõ cửa. Cạch. Trà Vít nhìn em gái, ngồi nép một góc, trong lòng lại nhói lên. Nó vì sao phải khổ như vậy? Tiểu nhà đầu, nghe nói em sắp kết hôn với Phạm Ngự à? Ừ. Vì sao phải khổ như vậy? Em dù sao cũng đã nhớ lại được rồi mà. Em muốn kết hôn với Phạm Ngự. Dù sao em cũng đang là vợ của Minh Khải mà. Hai người cũng chưa ly hôn. Dù sao em cũng đã mất trí nhớ rồi. Có sao đâu. Theo ý em, Phạm Ngự nói tuần sau đi thử đồ cưới. Em biết rồi, anh ra ngoài trước. Trở về bước ra ngoài, vô cùng ảo não. Em gái anh hiện tại đang rơi vào hoàn cảnh nào? Yêu một người lại kết hôn với người khác, đúng là rất đau đầu. Tùy nó thì là không thể, mà theo ý nó thì có khác gì phản lại bản thân. Anh, Jesse sao rồi? Nhỏ thấy trở về tôi gần cũng cuốn lên. Nó vẫn kết hôn. Vậy không phải Minh Khải đau lòng lắm sao? Ừ, anh cũng đau đầu với bọn này lắm chứ. Không bằng tâm nhà đầu thì không thể, mà theo nó thì khác gì phản lại Minh Khải. Hay là để em nói chuyện với Jesse? Ừ, lại đến lượt nhỏ đi vào phòng. Nhỏ thường đi tin tức của nó qua Travis. Nhỏ cũng nhớ nó, hàng ngày che nó phiền phức. Đến lúc không ở bên lại thấy nhớ. Jesse, mày vẫn kết hôn với Phạm Ngự à? Ừ. Mày vẫn yêu Minh Khải mà, phải không? Sao lại quên được? Mày khóc đi, đau như vậy thì khóc ra, cho hết, rồi suy nghĩ lại được không? Động đến lại đau, nó nhào vào lòng nhỏ mà khóc, khóc thật lớn, cứ khóc đến mức mà thiếp đi, ngược mắt vẫn rơi. Chương 25. Suốt nửa tháng này, Phạm Ngự tất bật chạy show, nào là chuyện công việc, nào là chuẩn bị lễ kết hôn, mọi chuyện giống như để anh gánh hết vậy. Trước mặt nó, anh luôn tỏ ra vui vẻ, nhiều lúc còn lấy nó, nói mình thật hạnh phúc. Giống như hôm nay, anh lại ôm nó bản thân thật hạnh phúc, nó cũng nở ra nụ cười, cũng ôm lại anh. Chào tạm biệt nó, anh bước ra ngoài, đáy mắt dịu dàng khi nhìn thấy người trong xe chờ mình suốt 4 tiếng. Phạm Ngự tiến vào xe, thấy người ngồi ở ghế phụ bên cạnh giận dỗi, liền quay ra dỗ dành. Đồng hữu à, đừng giỏi nữa, anh sai rồi. Anh sai chỗ nào chứ? Anh không nên ôm cô ấy. Bé sai sao vẫn làm? Anh phải hoàn thành nhiệm vụ mà. Nói xong anh cúi xuống, áp môi mình lên môi của đồng hữu. Chú sờ gờ. Hôm nay xinh ghê nhỉ? Ừ.
vẫn còn nhớ Minh Khải à? Tao đâu dám tư tưởng thế đâu. Tao nói mày, mày suy nghĩ lại đi, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Mà tao cũng thấy Minh Khải tồi ghê, chờ mày suốt bằng đáy năm. Tao với anh ấy ly hôn rồi. Từ ngày hôm ấy vốn dĩ đã kết thúc rồi, đều trở thành người xa lạ, lại trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ dừng lại chung một điểm. Vẫn còn yêu phải không? Vẫn còn. Nó không do dự trả lời. Vẫn yêu tại sao lại bỏ đi? Bỗng giọng nói trầm trầm lan lỏi vào tai nó, giọng nói quen thuộc kia lại xuất hiện. Mỗi lần nhớ hắn, nó đều nghe thấy giọng nói này. Lại ảo giác, sò sò thái dương, nó chắc chắn khi quay đầu lại sẽ chẳng có ai. Nhưng anh sao lại ở đây? Hắn vì sao lại ở đây? Hắn nghe thấy đoạn nói chuyện vừa nãy rồi sao? Hay là hay hắn chỉ là vô tình đi qua? Tôi đến tham dự lễ cưới. Vậy phiền anh ra ngoài, tôi còn chuẩn bị cho lễ cưới. Được. Hắn quay người, trong lòng âm thầm vui vẻ. Sờ gờ. Bản nhạc Tonight, I Celebrate My Love được đàn bằng piano vang lên trong lễ đường. Bản nhạc này là bản nhạc nó cực kỳ thích. Không nghĩ Phạm Ngự là hiểu nó đến như vậy. Nó mỉm cười. Phạm Ngự là em nợ anh. Xin lỗi anh. Một lần nữa, nó khoác tay ông nội vào lễ đường. Mọi thứ đều y hệt như ngày nó cùng hắn kết hôn. Nhưng chỉ khác, chú rể lần này không phải là hắn. Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng nó lại trùng xuống. Tình yêu đúng là câu hỏi khó khăn nhất. Nhiều khi yêu một người là không đủ dũng cảm để nói ra. Vốn dĩ, một khi đã đứt thì không thể nói lại. Ông nội sắp dìu nó đến gần lễ đài rồi mà chú rể vẫn chưa quay lại. Đón lấy cô dâu, khách khứa bắt đầu bàn tán. Nó thì thấy mọi chuyện như vậy thật tốt, để không bị mất mặt có hoàng gia. Ông nội dìu nó đến tận lễ đài, hôi nhẹ một cái để chú rể biết ý biết tứ. Chú rể vẫn quay mặt về phía cha xứ, ông nội đành quay về chỗ ngồi. Chúng ta ở đây để tham dự lễ kỷ niệm kết hôn của Vương Minh Khải và Hoàng Anh Nhi. Khách khứa lại thêm một đề tài nữa để bàn luận, ồn ả trong lễ đường. Còn nó thì đờ não mất mấy giây. Sau khi lót được rồi mới chậm chậm quay sang, nhìn mặt chú rể. Thật sự là hắn. Tiểu nha đầu, bắt được em rồi. Hắn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ban đêm. Anh... Tiểu nha đầu, mấy năm qua anh đều rất nhớ em. Thời gian dài như vậy, mà anh vẫn chưa ngoại tình. Em thấy anh có giỏi hay không? Vì vậy mình bắt đầu. À, đã kết thúc đâu mà bắt đầu nhỉ? Mình tiếp tục bên nhau cả đời em nhé. Được thôi, nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em mà. Mẹ em bảo phải cầu hôn mới cho cưới cơ. Nó phì cười trước mấy lời nói của hắn. Sao mà mấy câu tình cảm lãng mạn sinh số kia phát ra từ miệng hắn lại thành mấy câu chuyện cười thế này? Làm vợ anh đi, rồi anh mua đồ ăn cho. Lần này hắn làm cho cả lễ đường cười, giống như là cái trại tâm thần ở gần nhà giáo viên tiếng Anh của riêng. Anh nhớ đấy nhé. Anh thề luôn mà. Tiểu nha đầu, muốn ăn không? Tác giả Rin. Giới thiệu: nhân vật chính Hoàng Anh Nhi, Jessie, 17 tuổi, tiểu công chúa hoàng gia. Chính xác là nó là công chúa duy nhất ở hoàng gia. Hoàng Anh Vũ, Travis, anh sinh đôi của nó, lấy tên đôi với nó luôn. Vương Minh Khải, hắn, 17 tuổi, bạn anh nó, đẹp lắm rồi nha. Rip. Nguyễn Hoàng Thiên Linh, Vicky, là nhỏ, 17 tuổi, bạn nó, tiểu thư. Nhỏ và nó chính là cặp đôi siêu quầy, hắn và anh chính là nhị đại thiên vương. Chương 1. TikTok. Tin nhắn vang lên. Một tiểu thư công chúa đang cố tay với tìm điện thoại. TikTok. Tiểu nha đầu đáng yêu, đại ca ca, gọi mau nghe máy. Đúng, tiểu công chúa đang nằm trên giường, nhưng khổ nỗi là chân đằng tay, đầu đằng đông, chân thì dưới đất.
Alo, đại ca à? Tiểu nha đầu, còn đang ngủ sao? Dậy đi, 30 phút nữa, máy bay về Việt Nam sẽ cất cánh đấy. Vừa nghe đến hai từ Việt Nam là con bé bật dậy. Về Việt Nam? Nhanh coi, còn 29 phút nữa, sắp xếp đồ đạc rồi về Việt Nam với anh. Được, con bé cúp máy rồi tá hỏa đi sắp xếp đồ. 15 phút sau, con bé đã có mặt ở sân bay và chuẩn bị cất cánh. Ở trên khoang VIP của máy bay, có một cô công chúa đang ngủ. Chuyến bay về Việt Nam đang chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng cài lại dây an toàn. Tiểu công chúa kia nghe thấy tiếng mới chịu tỉnh ngủ, đứng dậy lấy ba lô và vali. Xuống máy bay, nó ngó ngang ngó nghiêng tìm đại ca, không thấy. Chết tiệt, đành tốn tiền gọi điện thoại vậy. Vừa gọi xong, một chàng trai mặc cả dây đen, đeo kính râm, khắc chữ T bằng bạc, cũng may là da trắng, đang vẫy tay với nó. Nó chạy đến hôn môi anh ta. Hôn môi? Anh ta là ai? Đúng rồi đó, anh nó đấy. Hai anh em về nhà, thế là nó lại chẳng nói chẳng rằng câu nào mà lại lên căn phòng với màu chủ đạm là xám và lăn ra nằm ngủ. Chương 2. Tiểu nha đầu, dậy đi. Hả? Cho em ngủ một tí thôi mà. Nó quơ quơ tay, quơ chân tùm lum. 3 giây, nếu không muốn muộn học. Còn bé nghe đến đây bật dậy, dùng tốc độ ánh sáng đi đánh răng, rửa mặt, kim thay quần áo. 3 phút sau, nó đã đứng nghiêm theo kiểu quân đội trước mặt Travis. Ngoan, ngồi xuống ăn sáng đi. Gia đình của nó đã rất hạnh phúc, nhưng sau đó ba mẹ nó cắm đầu vào công việc, khiến hai anh em nó càng xa lánh họ, nên 52 tuổi, hai đứa nó dọn ra ở riêng cùng với người quản gia và giúp việc. Hai đứa nó tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo. Bỏ qua nhé. Anh em nó đi đến trường, vừa bước xuống xe vào cổng, tiếng hét của nữ sinh vang dội lên tận trời mây. Anh Travis kìa. Travis, anh là bạn trai em nhé. Anh Travis, em yêu anh. Đại ca, sao anh lắm phan từ dưới mộ chui lên thế, lại còn hăm hăm nữa? Sao tiểu nhà đầu em lại trách anh? Trách thì phải trách trời phú cho anh vẻ đẹp trai chứ. Cơ mà phòng hiệu trưởng ở đâu? Em đi thẳng, ở tầng cao nhất. Em đi đây. Anh đi cùng với em. Thôi không cần đâu. Nó quay lại hôn môi Travis rồi đi thẳng, khiến fan hâm mộ điên lên. Còn cảnh, hắn cũng đang từ trong kia đi ra, nên còn cảnh nhìn thấy anh em nó hôn môi. Hay, lại là bộ mới của mày hả? Bộ cái đầu mày ấy. Đầu tao có bộ sao? Mày vừa vừa thôi nha. Sao? Sao hôm nay mày lại hứng thú với cái loại nhí nhảnh như có cảnh hả? Đã bảo là không phải mà. Không phải mà hôn à? Rồi sao? Em tao đây, mày ý kiến gì? Em mày, cái đứa mày hay kể đấy à? Tất nhiên. Thế rồi, hai anh nắm tay nhau đi vào lớp chờ nó. Về phần nó lên phòng hiệu trưởng mà lại đi thang máy chuyên dụng cho ổng. Lên đến nơi, thư ký nhìn thấy, đứng lại ỏng ẹo chắn đường của nó. Tránh ra. Sao tôi phải tránh? Cô là gì khiến tôi phải tránh chứ? Alo, hiệu trưởng, tôi đến rồi. Được, nó lo điện thoại, gọi rồi cúp máy. 3 giây sau, hiệu trưởng đã có mặt. Thư ký Trang, sao cô lại đứng tránh trước mặt của tiểu thư hả? Tiểu thư? Đúng, tiểu thư, mời vào. Cô thư ký tránh ra cho nó vào, còn rõ rất xin lỗi nó. Nó đứng lại. Cô tên gì? Dạ thưa tiểu thư, tôi tên là Huỳnh Trang ạ. Tên kiều quá nhỉ. Tiểu thư cứ quá lời. Alo, lão ba. Tôi nghĩ ông nên cho thư ký Huỳnh đây tăng lương một chút. Ngày mai cho cô ấy nhận lương, sau đó cho cô ấy nghỉ hưu sớm. Hả? Cái gì? Ông đang bận. Vậy lão ba, để tôi làm.
Nó cúp máy. Xin tiểu thư tha cho tôi vẫn còn cha mẹ già ở nhà. Đứng lên, đừng làm tôi thất vọng. Hiệu trưởng, tôi học ở đâu? Dạ, ông chủ bảo tôi xếp cho tiểu thư vào lớp của thiếu gia, chính là lớp VIP ở đằng kia à? Nó đi tìm lớp VIP. À, kia rồi, nó đi vào, vừa bơ vào, nó choáng. Gì đây? Sao toàn là ghế salon với bàn vậy? Các em trật tự, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Anh Nhi, em vào đi. Xin chào, mình là Jessie, rất vui được gặp các bạn. Nó tự tạo vỏ bọc cho mình, nhưng ai ngờ tính cách của nó là quậy như vậy. Ui, xinh gái mày ơi, bạn ấy đáng yêu thật, mà khuôn mặt quen quá. Lớp này toàn trai xinh gái đẹp, nên miễn mâu thuẫn đi. Hơ, Jessie ơi, nhìn bạn trông quen quá, chúng ta gặp nhau đâu chứ? Nó mỉm cười lắc đầu. Chết tiệt, nghe mấy đứa trong lớp nói vậy, trả vết nhà ta hận, mặt ổng đẹp thế này mà chúng nó không nhớ. Được rồi, Jessie, em muốn ngồi ở đâu? Cô ơi, nhóm của bọn em thiếu một người, Travis nói. Vậy Jessie, em xuống ngồi với nhóm của Travis đi. Nó đi xuống, ngồi cạnh bạn nữ bên cạnh. Nó mới nhận ra bạn nữ kia chính là con bạn thân từ thuở xa xưa. Viết, tao nhớ mày quá. Tao cũng nhớ mày lắm, nhưng tên tao là Vicky. Tiểu nhà đầu, em cưng bạn em hơn anh rồi đấy, Travis đắng lòng nói. Đại ca, nó mới nhớ, tên tảng băng quái gì kia là ai vậy? Bằng hữu. Cái cậu kia, cậu nói ai là tảng băng quái gì cơ? Hắn bùng nổ, hắn đang cười mà sao biến thành tảng băng vậy? Nên chính vì lý do này, tiểu nhà đầu mới gọi hắn là tảng băng quái gì? Mày chứ ai? Travis và nhỏ đồng thanh. Hai chú mày, sao vì người ngoài bắn đứng tao? Nó là em tao, mà mày bảo là người ngoài hả? Hai chú mày, còn cậu ấy nhìn gì? Tôi nhìn gì thì kệ tôi. Cậu, tôi là girl, nên không phải là cậu gì cả. Chương 3. Mới sáng sớm tinh sương, nó đã bị gọi dậy. Tiếng gọi nó dậy là của người đó, vẫn câu nói đó làm cho nó bật dậy. Người đó là ai, các bạn nhớ không? Không nhớ thì xem lại chương trước nhé. Nó và Travis vừa lết được đến trường thì... Trang... Đại ca, anh có nghe thấy cái gì không? Hình như là chuông vào học. Ba từ chuông vào học đạp ngay vào mặt nó. Thế rồi xong, hai anh em chung nó chạy như bay vì bóng ma học đường rượt. Bà này hay ha. Hai anh em bọn nó đã chui vào toilet nam để trốn mà còn rượt theo vào đây. Sợ thật, nhưng mai là có mấy thằng chú côn trong trường đi ra nên bả mới ra ngoài, chứ không lại xông vào mở cửa từng cửa phòng thì chết. Tí thì chết mất. Nó thở phào nhẹ nhõm. Em vẫn chưa chết được đâu, tí nữa ra ngoài mới chết nè. Hả? Tại sao? Đúng là Jessie cà rốt. Cô kêu anh vào toilet nam rồi tí nữa cô ra kiểu gì? Thì... Làm sao anh biết được? Giờ này chẳng có ai vào toilet đâu, nên ra nhanh thôi. Vừa đi ra cửa thì hai anh em nó gặp hắn. Ồ, cậu cũng vào toilet nam à? Cậu làm tôi thấy nghi ngờ về giới tính của cậu đấy, Hoàng Anh Nhi. Cảm ơn đã quan tâm tôi. Tôi còn nghĩ cậu vào toilet nữ cơ. Không nói gì nữa, ba đứa vô lớp. Hồn ghê, không có ông thầy và cô nào. Đang thòng dòng đi vào thì... Ahem, Hoàng Anh Nhi, Hoàng Anh Vũ, hai em là đi học muộn phải không? Ông thầy đập vào vai của hai đứa. Dạ, bọn em có đi học muộn đâu à? Tại Jessie sáng không biết vớt. Nghĩ nó ngu à, rõ ràng là ghép ảnh mà còn ra oai. Vậy tôi nghĩ em nên xem cái này thì hơn. Cậu nhận enter, bức ảnh Photoshop bị chuyển sang bức ảnh khiến ai nhìn cũng thấy đau thương. Đó là ảnh ba mẹ nó đang bị bất tỉnh treo lên trần nhà. Nó cố tìm dấu vết Photoshop nhưng không có dấu vết nào. Anh,
anh đã làm gì họ hả? Đâu có gì đâu, chỉ là trao họ lên thôi. Anh điên rồi. Tôi điên là do em ép đấy. Nếu không chịu làm người tình của tôi thì hậu quả là do ba mẹ anh gánh. Cậu tiến đến hôn lên môi của nó. Không, chỉ có cách này mà khiến em là của tôi. Hoàng Tử Phong, anh là đồ súc sinh. Sao tất cả những thứ thuộc về tôi anh đều cướp đi? Năm xưa anh không ngại mà cướp đi mạng sống của chị ấy, còn số chết nó lại chết bạn tôi. Bây giờ quay lại còn muốn tôi. Tôi sẽ làm em đau khổ như tôi. Chương 11. Anh im đi, Hoàng Tử Phong. Tôi về di thư của chị ấy nên mới không truy cứu việc đó. Di thư? Cô ấy biết sao? Chị ấy biết nhưng lại không muốn nói cho ai vì. Chị ấy không muốn ai làm hại anh cả. Chị ấy vì bảo vệ anh nên anh đã nhẫn tâm hại chị ấy. Không thể nào. Đặt chị ấy vào trong phòng TNT rồi chính ta hẹn giờ. Hoàng Anh Nhi, cô không được nói nữa. Nhìn nó nổ và để chị ấy chết trong đó, đã vậy xác còn bị cháy đen. Cô câm miệng lại, tôi không xí cô ấy. Tôi cũng không đặt cô ấy vào trong cái căn phòng đó. Tôi không bao giờ làm cái việc bị ở tiểu nhân ấy. Thì anh là tiểu nhân mà, lại càng bị ỏi nữa. Cậu hét lên ôm lấy đầu và ngồi thụp xuống, ký ức bắt chợt ùa về. Lúc đó nó 15 tuổi, là con út nên rất được yêu thương, chiều chuộng. Rồi một ngày, bà nó đưa một người con trai về nhà. Cậu bé đó chỉ khoảng 7-8 tuổi gì đó. Bà nó nói, cậu bé đó là con riêng của ông ta với một người phụ nữ khác ở bên ngoài. Và đương nhiên cậu bé ấy chính là cậu Hoàng Tử Phong. Hay đó, con là anh cùng cha khác mẹ của nó. Ba anh em chính nó chơi thân nhau. Rồi mãi về sau thì có chị họ còn của anh trai mẹ đến chơi và thêm nhỏ nữa. Năm đứa chúng nó cùng nhau chơi, cùng nhau ăn, còn cùng nhau chọc phá. Đến khi hai anh em nó chuyển ra ở riêng, tuy ít gặp nhau nhưng tình cảm vẫn rất chặt chẽ. Rồi khi nó 14 tuổi thì bi kịch đã xảy ra. Cậu được nhận vào một tổ chức. Trong tổ chức, nhiệm vụ của cậu chính là phải giết chết chìa khóa vàng. Nhưng nào ngờ, chìa khóa vàng chính là chị họ của nó. Cậu cho người đem cô vào phòng lắp TNT và châm nổ. Cô chết, chị để lại di thư và một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng cho nó. Cậu thì sao? Giết cô rồi sẽ đau khổ sao? Dù gì cậu cũng đã yêu cô 3 năm rồi, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Nhưng không, tay cậu đã đẫm máu rồi. Chính bàn tay ấy đã giết chết nhiều người, có cả người cậu yêu. Cậu đang ôm đầu nhớ lại ký ức thì cánh cửa phòng bị đạp văng. Hoàng Tử Phong! Anh! Trà Viết nhìn thấy nó liền chạy lại cởi trói cho nó. Anh biết nó bị nhốt ở đây, địa bàn của anh. Giờ có đứa báo lại là có người vừa bắt được vị chủ tịch vĩ đại nào đây, nên anh lập tức đến. Hoàng Tử Phong! Anh và người bạn đồng hành kia thật ngu, bắt tôi đến địa bàn của tôi. Địa bàn? Đây không phải là địa bàn của tổ chức sao? Ngu ngốc, tổ chức đang làm chính là của tôi. Dẹp đi. Người đâu? Mang hai người này đi cho tôi. Nó được trở về an toàn. Chương 12. Nó trở về nhà thì thấy hắn đang bất tỉnh nhân sự trên sofa. Người thì nồng nặc mùi rượu, quần áo sọc sạch, giữa chân thì toàn là vỏ rượu. Nó đau khổ lắm mới kéo được hắn lên phòng. Méo, người gì đâu mà nặng ơi là nặng. Nó đặt hắn lên giường, lấy khăn ướt đắp lên trán hắn. Còn nó thay đồ xong liền xuống pha nước chanh giải rượu cho hắn. Hắn vừa uống được vài ngụm liền mở mắt phun hết nước. Đứa nào cho tao uống nước muối hả? Đứa này này. Giọng này quen nè. Hình như là giọng nó thì phải. Nhưng nó đang bị bắt cơ mà, sao lại về đây được? Thần Linh ơi, là ảo giác. Ảo giác? Biến đi, đừng đến gần ta. Ảo giác nè con. Nó lấy cái dép phang vào đầu của hắn. Ôi Thần Linh ơi, ảo giác biết đánh người. Được, tôi đi. Nó thu dọn quần áo vác vào vali rồi tức giận bỏ ra ngoài. Nó nhìn thế thôi nhưng lại thù dai. Hắn lúc tỉnh dậy thì biết nó về rồi nên chọc nó một chút. Ai ngờ nó lại giận.
Nó thì đi trước, kéo vali, hắn theo sau xin lỗi như là con cò hó. Xin lỗi mà. Này. Này, không quay lại phải không? Được, không quay lại thì hắn cũng có cách cho nó quay lại. Hắn mạnh tay kéo nó vào, hôn lên môi của nó. Nó kinh ngạc, cố vùng vẫy thoát khỏi hắn. Nhưng nó càng vùng vẫy, hắn càng giữ chặt. Và đây chính là kết quả cho câu hát. Giữ em đi và nó yêu em. Nó đành ngậm ngùi xin lỗi hắn vậy. Hắn đã bá đạo như vậy, nó sẽ đời con cháu chắc chích nhà hắn, liệt tổ liệt tông luôn. Nó giơ chân đá một phát vào ngã ba. Hắn đau lắm luôn ấy, nhưng kéo nó về thì không thể buông. Thế là lạnh lùng hôn tiếp. Ôi thần linh ơi, nó sắp ngạt thở rồi. Hắn không buông nó ra là nó chết à nha. Dùng sức lực, nó đá một phát nữa vào ngã ba. Hắn lời này đau ơi là đau, nên đành buông nó ra. Kiểu gì hắn cũng phải vô sinh. Nó đứng thở dốc, mặt đỏ ửng. Hắn nhìn mặt nó mà tim đập nhanh. Thôi kiểu này mai đi khám tim luôn. Hắn loại nó về nhà. Sáng hôm sau, nó đi học một mình. Thay thế thì cả nhỏ lẫn Travis thì nhà hỏi hắn đâu. Làm nó đập bàn, cầm cái giày đập từng đứa một. Còn hắn đang đến bệnh viện, ngồi xuống ghế khám, bác sĩ nghe thử nhịp tim của hắn. Cuối cùng ông kết luận rằng hắn không bị bệnh gì cả. Thế là hắn đứng lên đập bàn, đập ghế, đập phòng, đập bác sĩ, đập luôn cả bệnh viện chỉ vì một lý do, không tìm được bệnh cho hắn. Chương 13. Sau hôm đó, nó bị bắt cóc, thì hắn nghe lời nó vì lý do là bồi thường cho nó vụ bắt cóc. Nói gì thì nói, hắn nghe đấy, trong nhà hiện giờ chính là nó là chủ nô, hắn là nông nô. Nó nằm, nó ngủ, nó chơi, còn hắn làm, hắn nhìn, hắn chảy nước dãi. Nó đang xem phim thì có tiếng chuông cửa, nó bảo hắn ra mở cửa, hắn liền hét lên lý do, vì sao hắn không phải mở cửa. Đơn giản vì hôm nay, tôi là chủ nô, cậu là nông nô. Hắn ngậm ngùi ra mở cửa. Vừa mở cửa, ba mẹ hắn liền ngào đến. Hai vợ chồng già này không làm phiền cặp vợ chồng sau này thì hơi phí. Ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Tại mẹ con. Rồi, mẹ con làm cháy bếp xong rồi sửa nhà, rồi đến chỗ con đúng hay không? Ơ, con biết rồi à? Hắn đương nhiên là biết, mỗi lần đến nhà hắn thì ba mẹ hắn chỉ có lý do là cháy bếp, sửa nhà. Nó thấy hắn đứng ngoài lâu quá, nên ra ngoài xem. Oh my god, sao nhà chồng tụ tập đông đủ thế này? Á, à, ba mẹ chồng kìa. Ba mẹ. Ừ. Hai ông bà tươi cười rồi kéo nó ra sofa nói chuyện, còn đóng hành lý kia mặc cho hắn kéo vào. Đây chính là trọng con dâu khinh con trai. Đến tối ăn cơm xong, nó chuẩn bị lên giường ngủ thì hắn leo lên nằm xuống, một tay chống đầu nhìn xà xi. Nó là kéo chăn gói trải qua xuống đất. Hắn kéo nó lại khi nó bay vào lòng hắn. Hắn với tay tắt đèn rồi ôm chặt nó. Với cái lý do hết mức là củ chuối, là sợ nó bị bắt cóc lần thứ anh nợ. Sáng ngày hôm sau, mẹ hắn gọi hai đứa vào nhà kho. Chị đã lấy cái bàn. Sao con lại phải đi? Thế sao con lại không đi? Dưới đó tối lắm, còn lắm thạch sùng nữa, con không đi đâu. Con lo gì, có nó đây rồi, hai đứa mau xuống đi. Nó đang định trả lời thì hắn đã nắm tay nắm chân kéo đi. Vừa đi xuống hắn mở đèn pin, nó cùng hắn đi xuống. Càng đi nó càng dán vào người hắn. Cánh cửa nhẹ nhàng nồng nàn khép lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, ba mẹ hắn đã đứng ngoài cầm cái túi gì đó. Còn phải trả cái học cho lắm vào rồi chả biết yêu đương cái gì cả. Tí nữa tôi đổ ra rồi bà đóng cửa lại. Thế là ba hắn đổ cái túi ra. Miếng túi vừa được mở thì hàng ngàn hàng vạn con thạch sùng chạy ra ngoài. Mẹ hắn nhanh tay đóng cửa. Mấy chục con bò ngang bò dọc, nó vô tình sờ được một số con. Đầu tiên nó không nhận ra đâu, nhưng khi ý thức được thì hét ầm lên, nhảy lên người của hắn. Nó càng hét càng làm hắn hoảng, chân tay luống cuống, chỉ biết ôm chặt nó. Nó ý thức được hắn đang ôm chặt nó thì bắt đầu vùng vẫy.
Nhưng thật xin lỗi, Hằng yêu nó mất rồi, càng vùng vẫy càng ôm chặt. Á, thả ra, thả tôi ra. Lắm chuyện quá. Hằng đem lời nói của nó nuốt hết vào bụng, hai người cứ hôn nhau cho tới khi nó không thể thở được. Hằng luyện tiếc buông nó ra, thì thầm vào tay. Vợ à, anh yêu em. Chương 14. Trời sắp tối rồi, không biết Nhâm Hắn đã tìm được đồ ăn chưa? Nói theo cách dân gian, lại đã đánh lửa. Suốt toàn 15 phút sau mới có lửa ngồi sưởi. Lâu quá, Nhâm Hắn chưa về, liệu cũng đã dừng xong rồi. 30 phút sau, biệt đội năm anh em siêu nhân gao đã trở về. Tài mỗi người xách 10 em cá to đùng, rửa cá, rạch bụng, nướng lên ăn. Hắn tài lanh, cắn một miếng cá. À, mấy ông bà làm cá mà không bỏ ruột. Tởm quá. Ơ, mày xui vậy, bọn tao cố ý để một con cá không bỏ ruột đấy. Hay, bằng hữu à, sao mày có thể xui đến thế chứ? Hắn đèn mặt, giờ con cá của Travis ngồi ăn cho bỏ thức. 49 còn lại, lằn ra cười. Ăn xong. Này, tôi có screen đấy. Mà lấy ra cho bọn tôi. Ê ê, tôi có pháo nè. Thế bà lấy đi, cho bọn tôi. Thế rồi chúng nó chơi đến khá là khuya. Đây chính là bí kíp sinh tồn. Chương 8. Sau 3 hôm ở trên hoang đảo về, trong 50 đứa thì có tận 51 đứa lên cơn. Đẩy đẩy, lại lên cơn rồi. Liên văn là 50 đứa đi về thì ôm nhau ở nguyên lớp từ đêm đến sáng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, mà lại từ tối đến đêm. Chỉ đơn giản là ở lớp quậy tưng lên, mua hẳn đồ ăn, mua hẳn quần áo đến đây cơ mà. Mấy ông, còn mày mang đồ ăn khuya về kìa. Nhanh lên, anh em mình tổ chức party tiếp đi. Trong phòng học, đàn rác tùm lum. Ahem. Ơ, cô. Sao các em mở party mà không mời tôi hả? Vậy, chúng em mời cô quẩy party à? Bọn mà học đường bước vào, phòng học im phăng phắc. Mấy anh chị kia, sao học mà nhảy nhót, đi dọn vệ sinh ở khu nhà trống kia cho tôi. Vâng, chỉ có mở bóng mà học đường mới dám to tiếng với hội học sinh đang quẩy mà thôi. Dạ. Tại khu nhà trống. Nghe nói hồi trưa có một chị 93 từ từ ở đây, đến bây giờ oan hồn vẫn còn lẩn quẩn đâu đây đấy. Hắn. Còn mà bảo bọn tôi. Nhỏ, phải là cái nhà này. Travis. Không bao giờ được cãi. Nó. Chỉ vì hàm phúc quẩy kia. Mà giờ mấy đứa bọn tôi phải lo cái nhà này. Mà vì sao phải lo nhà này? Chỉ vì phúc quẩy kia. Bỗng mà. Mấy anh chị nhanh lên, còn đứng đấy mà hát à? Thế thôi im hết một lượt. Bọn hắn kéo tay nó vào phòng trống bên phải. Làm quái gì đây? Im đi, cậu muốn giọng tiếp à? Không. Chờ chúng nó quét xong rồi chúng ta đi ra. Gật gật. Nó ngồi xuống, mệt quá đành ngủ một giấc vậy. Hắn cũng theo nó mà ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thì bọn kia dọn hết xong rồi. Đang về lớp, lay người nó kêu nó dậy. Nó dậy, biết mình bị nhốt nên rất hoang mang. Bọn có tiếng hát vọng ra. Nó giật mình, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Hắn nhếch môi, mở ba lô lấy cho nó gói bánh bao kia, ném vào người nó, rồi đi xung quanh sang phòng. Bỗng tiếng hát là vang lên. Nó quay lại, mặt của một con ma trắng bệch đang ghé sát mặt nó. Nó hét ầm lên, khiến hắn giật mình rồi nó ngất. Quay lại thì thấy con ma đang đến gần mình. Trầm, hắn tặng một cước vào bụng con ma, rồi ra bế sóc nó lên, ra ngoài phá cửa nhà. Hắn vừa đi, con ma gượng dậy gọi điện thoại. Alo. Chị à, tình hình là một ngất một sốc. Anh Nhi ngất à? Minh Khải sốc. Không, anh Nhi ngất, em sốc. Đồ ăn hại. Ở sân trường, một tiểu nhà đầu đang được vị hoàng tử đạp trai, bế
Nó thì cứ dụi đầu vào người hắn, hắn thì cứ nhăn mặt lại, hắn kêu bé nó nặng như là bé con lợn ấy. Nhưng cơ mà người nó chỉ bằng 1/2 người hắn cơ mà. Nặng, chả thích bỏ sờ đi ấy chứ. Về đến nhà, hắn thô bạo ném nó vào sofa, khiến nó lăn xuống đất. Ai da, bố điên hả? Ngủ nhiều rồi, dậy nấu cơm. Hắn lạnh lùng xem cô dâu 1.800 tuổi. Bộ nhà không có người giúp việc sao? Nghỉ rồi. Đùa nhau à, người giúp việc nghỉ rồi thì cạp đất mà ăn, nó có biết nấu ăn đâu. Trong cái thực đơn nấu các món ăn cho gia đình thì thứ nó biết làm chính là ốc mì. Thế là nó xuống bếp, vật lộn một hồi bê lên 2 bát mì tôm nóng hổi, càng thổi càng nóng. Đây là những gì cậu biết làm à? Ừ. Có mọi ốc mì thôi mà tận 30 phút. Hắn ngạc nhiên bước vào phòng bếp. Choáng, trong thùng rác có tận 5 gói mì và mì nấu lỏng. Hoàng Anh nhí. Chương 9. Dạ. Cậu làm cái gì? Cậu làm cái gì ở nhà tôi vậy? Tôi đã làm cái chai gì đâu. Còn trả trai với tôi. Tôi trả cho khi nào chứ? Được lắm. Được, bình thường. Bình thường này, đứng lại cho tôi đẹp chứ đâu có ngu. Vâng, nguyên văn là hắn cầm cái thắt lưng bằng dao quật nó, còn nó thì chạy lăng xăng y như là con tinh tinh. Nhưng khi con họ đang đánh nhau mà ai lại đến thế này, là ai đi nữa thì tưới nữa vào là ăn đòn. Nó ra mở cửa. Ô meo. Nó tuyên bố đứng hình. Hắn thấy nó đứng hình thì đi ra cửa. 3, 2, 1. Cả hai tuyên bố đứng hình toàn tập. Còn hai con người đang đứng sau cái cửa và đứng trước đóng vali. Ba, mẹ. Ừ, con. Sao ba mẹ lại đây? Nó hỏi. Tại nhà đang sửa nên vợ chồng già ta sang đây ở. Số ấy à? Mẹ con làm cho cái bếp cháy khét lẹt, tiền sửa bếp nên là sửa nhà luôn. Bà hắn nói. Dạ. Thôi, hai đứa đem vali vào cho ba mẹ nhé, giờ ba mẹ sang thăm nhà bên đó. Thế rồi, vợ chồng xà đi, để lại hai đứa con đang xách vali lên phòng nó và chuyển đồ từ phòng nó sang phòng của hắn. Nhanh lên, đàn ông con trai gì mà lề mề. Cậu giỏi thì tự bê đi, đừng có nhờ tôi nữa. Hàng ức chế hét lên, nó im bặt luôn. 9 giờ hơn, lúc chuẩn bị đồ đi tắm. Tôi tắm trước. Tôi trước. Chính là hai anh chị đang cãi nhau xem ai tắm trước. Cốc cốc. Khải, con xuống nhà, ba bảo. Dạ. Ồ, vậy là nhờ sự giúp đỡ của ba chồng nên nó danh chính ngôn thuận được tắm trước. Thầy rồi, được ai nấu đi thôi. Nó vừa tắm xong cũng là lúc hắn đi lên phòng. Hắn nhìn một lượt người nó, kiều phết. Nó mặc chiếc áo ba lỗ dài, trắng, in hình mèo và quần đùi mềm. Hắn tiến đến, nó lùi dần. Cuối cùng, nó cũng đã đến tận cùng của căn phòng. Hắn cúi xuống hôn lên môi của nó. Ấy, môi nó vừa mềm lại vừa ngọt. Mùi hương trên người nó rất đặc biệt. Mùi dịu dịu của bộ công anh lại ấm áp như hoa mặt trời. Nó đẩy hắn ra. Không phải đang hứng thú sao? Sao lại đẩy ra? Thật mất vệ sinh. Nó phán cầu xanh rờn. Này nhá, hắn làm ức chế lắm rồi đó. Sao rồi? Con bé sao rồi? Cô ấy nói mất vệ sinh. Nghe câu trả lời của hắn mà ba hắn nằm lăn ra cười. Ai đời hai đứa hôn nhau mà con bé lại nói thằng bé là mất vệ sinh. Hắn và nó ngủ chung một phòng, nhưng hắn phải đệm dưới đất ngủ. Còn nó bái chủ địa bàn trên giường. Đêm khuya dần dần buông xuống, nhà nhà đang trong tình trạng yên tĩnh. Bỗng cánh cửa sổ phòng hắn bật mở, một bóng đen chui vào, kéo nó ra và bắt nó đi mất. Chương 10. Sáng hắn dậy thì không thấy nó đâu, liền cuống cuồng đi tìm. Tìm mãi nhưng nó ở đâu? Ở một ngôi biệt thự nọ. Nó bị đánh thuốc gây mê nên vẫn cứ ngất từ đêm qua. Bỗng một xô nước lạnh dội vào người của nó.
Nó mở mắt hét ầm lên. Thằng nào, con nào, không cho bà ngủ hả? Nghe nó hét và tờ người trong căn phòng nhốt nó, bịt tai lại. Nó hét xong mới bình tĩnh nói. Tại sao mấy người lại bắt tôi tới đây? Không biết sao, một cô gái mở cửa đi vào. Hỏi ngu, biết thì đã không hỏi. Tôi không có đắc tội với cô, tại sao cô lại bắt tôi tới đây? Với cô ta không có, nhưng với tôi thì có. Lần này, một chàng trai nói. Tử Phong. Nó sững người khi thấy cậu. Vẫn nhớ tôi sao? Tại sao lại là anh? Tại sao lại bắt tôi? Tiểu nha đầu, là vì tôi nhớ em. Cái tên đó, anh ta không xứng đáng để gọi. Vậy em có xứng đáng để nói như vậy với tôi? Cậu vuốt nhẹ má của nó. Đừng chạm vào tôi. Chỉ ra trước, cô gái vừa nãy bước ra khỏi phòng cùng đàn em. Tôi cho em xem. Cậu lòi laptop ra. Nó nhìn thấy cảnh hắn đang ôm một cô gái ngủ. Hơn nữa là họ không mặc quần áo. Nghĩ tôi ngu sao? Lần sau có làm vậy thì nhớ đừng để lộ dấu. Để buông tha cho cặp vợ chồng đang yêu, ba mẹ của hắn đành chuồn về nhà. Sáng, hắn nắm tay nó, cùng nó bước vào lớp. Hắn vẫn vậy, vẫn cười với nó, vẫn vẫy tay với bọn con trai và vẫn coi bọn con trai, con gái trong lớp là không khí. Mọi người vẫn là đang hỏi nó đi đâu có phải không? Nó, nhỏ và Travis đang ở dưới căng tin trường vui vẻ gọi đồ ăn. Nó vội giành vé đi mua đồ ăn. Nó sau khi móc một ít thời gian đi chọn đồ ăn, quay lại, nó bất ngờ thấy một số cảnh tượng không nên thấy. Mọi người đón xem, nó là chuyện gì xảy ra? Vâng, Travis và nhỏ đang hôn nhau. Nó hoảng mắt sao? Lấy tay lau mắt. Không có, nó không có bị hoa mắt. Hai người đó thật sự đang hôn mà. Nó cầm đống đồ ăn đặt xuống bàn, làm hai con người đang ngọt ngào bỗng chốc bị lôi về hiện tại. Travis thấy nó sát như vậy, liền ho nhẹ mấy tiếng. Lại có gì nữa kia? Nó lại đang hoa mắt à? Nó nhìn thấy nhỏ đang đỏ mặt. Ê, Vicky, tao có thấy nhầm hay là hoa mắt? Sao mặt mày đỏ thế? Mày nghĩ tao không thể đỏ mặt à? Ơ, bình thường da mặt của mày dày lắm cơ mà, sao mà đỏ được? Không, đau. Bộ mày lên cơn hả con kia? Nó ôm đầu. Tao đang lên cơn đấy. Mày mà có ý kiến gì, ý cò gì nữa không? Thôi nha, tao vẫn còn muốn sống. Hơn nữa, sắp vào lớp rồi, tao đi trước đây. Nó vội đánh trống lảng, rồi chạy cái vèo vô lớp. Tùng trang, tùng trang. Vậy, chắc đây là tiếng trống chuông rồi. Bước vào tiết một, bà giáo viên trọng đà trọng đảnh bước vào, nhìn mà ngứa con mắt. Sau cái nghi lễ chào giáo viên thì bà cất giọng trong veo, như một số thứ. Cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới. Vào đi em. Bà cô ngoắc tay một cái, một cô ả bước vào, xinh lắm, nhưng xinh là nhờ sức mạnh của mỹ phẩm và make up. Xin chào mọi người, mình là Liên Ánh, xin được giúp đỡ. Được rồi Ánh, em tự tìm chỗ cho mình đi. Dạ, ả từ từ tiến về phía chỗ tiêm bọn nó. Đã không quen biết gì, ả tự nhiên ngồi lên đùi hắn. Kiểu này phải gọi là hồn nhiên như là con điên, chứ không phải là tự nhiên nữa. Nó nhìn mà muốn nổ cả con mắt, rõ ràng là chồng nó mà. Hắn quay sang nhìn nó, cả người toát mồ hôi. Chỉ vì ả kia ngồi lên mà hắn một lúc chiêm ngưỡng được cảnh 50 sắc thái trên mặt của nó. Nào là xanh, đỏ, đen. Tóm lại có rất nhiều màu hiện lên mặt của nó. Nó thấy hắn, nhìn nó liền ném sang cho hắn một cái lườm sắc lạnh với cả ý nghĩ. Làm cho hắn đẩy ả một cái, làm ả ngã xuống sàn. Ôm tiếp đi, rồi tói ra sofa mà ngủ. Hắn đẩy ả xuống, làm ả ngã. Ai bảo ả mặc váy quá ngắn, khiến vừa ngã xuống liền lộ hết. Hàng vừa lộ, đám con trai trong lớp thì lấy máy ra chụp, đứa thì nhìn đến xịt cả lớp máu. Hai,
khổ đời cái đứa mặc váy ngắn. Chương 15. Sáng hôm nay vẫn như sáng thường lệ, nó cùng hắn đến trường, nhỏ với Travis cũng làm một số thứ giống như chương trước. Vừa đầu tiết, ả kia đã bắt đầu ốm éo như là con rắn. Hắn bị kẹt giữa hai đứa con gái, một bên lúc nào cũng ngửi thấy cái mùi chocolate với kẹo, một bên thì đậm đặc mùi nước hoa. Vào tiết anh văn. Ả đặt tay mình lên tay hắn, ôm éo đủ kiểu, làm bốn đứa chúng nó nhìn mà ngớ cả mắt. Hắn mạnh bạo hất tay ả ra, nó cười lấy thành chocolate ra, xé vỏ, để trước mặt hắn. Hắn giơ tay ra lấy, nó liền rụt lại lấy thanh kẹo ngồi ăn. Ả cũng đâu có chịu thua, mở cặp, lấy gói bánh hồ hồ trước mặt hắn. Quà làm quen của em, anh ăn đi. Hắn nhìn cái bánh rồi lại nhìn vào nó, từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn không thèm nhìn thấy ả một cái. Giờ ra về, hắn với nó đi bộ. Ừ, đi bộ. Chuyện lạ nha, nó với hắn luyện thuyền để chuyện trên trời dưới đất, giữa biển. Nhưng vừa động tay động chân, động gân cổ đến chuyện của Liên Ánh thì hắn bắt đầu mỉa mai nói. Nó cứ tính nhân sắc mà, cũng lấy mình với sinh đất, vợ nhỏ. Ờ, cờ mà nhỏ, sau này anh bảo em theo nó thì sao? Lời vừa dứt, nó liền bị hắn khóa môi. Ở hiện trường, gần trường trung học phổ thông, chúng tôi nhận được thông báo có một nữ sinh tử vong. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân chết là bị hôn quá lâu. Thật ra thì cái suy nghĩ vớ vẩn viển vông của hai con người kia, nghĩ cũng đã rồi, làm thôi. Nói thật, hẳn mà không buông ra là nó đi uống trà với bác Hồ, chơi bài với bác Vương rồi. Hẳn luyện tiếc rồi đi. Thôi vì tính nàng con em chúng ta, hôm xong hẳn nhả ra một câu nhảm mà chả liên quan gì. Tự nhiên muốn hôn vợ yêu của... Hello! Đây đấy, lại cái chảnh chọe nhảy vào lưỡi hắn ngồi rồi. Thấy ả, nó bắt đầu. Chồng yêu à, thì đưa về đấm lưng cho vợ với. Hôm qua vận động đến mỏi cả nhừ cả lưng. Ờ, đi, về vận động tiếp, rồi chồng đấm cho. Hắn kéo nó đi qua ả, ả còn đang tức giận với cái ý nghĩ xấu xa. Anh ấy... là lá đã có chủ, mày đừng hòng giành của tao. Chờ đi cô, anh ấy là của tao. Chương 16. Về đến nhà, hắn lôi tuột nó vào phòng, đẩy ngã nó xuống giường, leo lên người. Ấy đừng nghĩ bậy, chỉ là nóng quá nên là cởi đồ mà thôi, chẳng có gì đâu. Mọi chuyện của hai đứa quá tốt đẹp cho đến một ngày, nó cùng nhỏ đi shopping, dạo phố. Và cả hai đứa đang chuẩn bị đi ăn. Hai đứa đang tiểu tiết nói chuyện thì bước chân nó bỗng khựng lại, đôi mày thanh tú khó chịu. Cau lại, nó có phải hoa mắt hay không? Hắn đang ôm eo người con gái khác bước vào khách sạn. Nó quay đầu, mặc kệ cho người con trai nó yêu đang vào khách sạn với người con gái khác, mặc cho con bạn thân đứng như là trời trồng. Nó cứ bước đi, khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy nước mắt. Nó vẫn khóc, và bước đi trong vô thức, bước chân không chịu dừng lại. Nó cứ đi, mặc cho ô tô nhấn còi inh ỏi. Đến lúc nào đó, một chiếc xe chạy qua không để ý nó, tưởng chừng là nó sẽ bị ô tô đâm. Nhưng đột nhiên một cánh tay kéo nó vô lòng. Lúc này nó mới ý thức được, nhìn lên người kéo nó. Là hắn. Nhưng không, chỉ là một người con trai, khoảng 17-18 tuổi. Em không sao chứ, anh Nhi? Anh là ai? Anh là Vũ Thiên. Vũ Thiên? Ừ, anh về rồi này. Nó ôm lấy anh, người con trai chơi với nó từ nhỏ mà. Người con trai ấy, nó yêu thương nhất là phải vì gia đình mà chuyển qua Mỹ. Nó rất nhớ anh. Anh và nó cùng tìm một chỗ nào đó trong quán cà phê ven đường. Anh Nhi, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em? Nói cho anh biết, nhất định anh sẽ giúp em. Anh không nên biết thì hơn. Ngoan, mau nói cho anh nghe. Anh à, anh về khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Anh muốn làm cho em bất ngờ. Anh em mình cũng nên về nhà nhỉ?
Ừ, lâu rồi anh cũng không về thăm ông. Hai người cùng về nhà. Ông, nó chưa kịp mở miệng thì một giọng nữ khác chen vào. Anh Nhi, cậu về rồi hả? Sao cậu ta lại ở đây? Anh Nhi, con về rồi hả? Đây là Lạc Vĩ Liên, cháu gái của bạn ta. Con biết cậu ta. Nó gật đầu tỏ vẻ không hài lòng. Anh Nhi, cậu không nhớ mình sao? Không nhớ. Anh Nhi, Minh Khải đâu? Sao lại về với chàng trai này? Ông, con là Vũ Thiên. Vũ Thiên? Con về khi nào? Sao không nói cho ta biết? Dạ, con về hôm qua. Ông à, con và Vũ Thiên về nhà trước. Vũ Thiên, mau đi, trò viết đang ở nhà chờ anh đấy. Ừ, con chào ông. Anh đi theo nó ra ngoài. Vũ Thiên, 18 tuổi, hàng xóm của nó từ nhỏ đến lớn, cho đến khi nó 14 tuổi thì anh sang Mỹ. Anh yêu nó từ rất lâu rồi. Lạc Vĩ Liên là người muốn cướp tất cả mọi thứ của nó về làm của mình, kể cả hắn. Chương 17. Travis xin gái, anh ở đâu? Nó đẩy cửa đi vào. Vũ Thiên, ngồi xuống đi, em đi tìm Travis. Ừ. Anh ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Nó đi tìm quanh nhà mới biết Travis đại ca kia đang ngồi trong phòng nhằm nhi One Piece. Phòng ốc bừa bộn toàn là vỏ bánh, vỏ kẹo, vỏ nước ngọt, vỏ snack. Nó đang ở trong cái phòng hay là cái chuồng lợn vậy? Kia là Travis hay là con lợn? Sau một hồi vật lộn với đống đồng nát sát vụn thì nó cũng đã lôi được Vũ Thiên lên phòng. Travis, Vũ Thiên đến chơi nè. Ừ, ngồi chơi đi. Travis trả lời nhẹ tên. Anh với nó quay lại nhìn nhau, mặt nó khó hiểu. Thế là hai đứa là ăn phải cái gì mà đi đường cứ kêu đau bụng mãi, bọn em vừa mới đi khám về. Vậy em có sao không? Hay em lên phòng y tế nghỉ ngơi đi. Em không sao à? Nó giả bộ dựa vào người của Travis. Thế em vào học được không? Dạ được. Ông thầy vừa đi ra ngoài thì cả cái lớp cười ầm lên. Học sinh trong lớp ai nhìn đều biết là đóng kịch, nhưng đây ông thầy vừa nhìn thì lại tinh sái cổ. Bỗng nhiên giáo viên chủ nhiệm bước vào, thôi đành về chỗ vậy. Cả lớp chú ý, tuần sau chúng ta sẽ đi chơi một tuần. Một tuần? Đi đâu vậy cô? Đi biển. Qua. Wow. Tiểu nhà đầu, em có đi không? Ừ, chắc là không đâu. Ơ, sao mày không đi? Tao không thích. Hay là cậu sợ tôi và cả lớp biết cậu là không biết bơi? Hắn khích điểu. Cậu đi thì đi, xem ai sợ ai chứ hả? Được. Chương 24. Hai ngày hôm trước, trước khi đi. Nói à, con không muốn. Con nghĩ không muốn là được sao? Ông nó thì ra sức kéo nó. Con thực sự không muốn. Còn nữa, con vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Đơn giản, ta giúp con làm chứng minh giả. Nó muốn xỉu lắm rồi nha. Nó phục nội nó, sát địa ngục luôn. Đến chứng minh thư mà nội nó vẫn có thể làm giả được. Ở một ngôi biệt thự khác. Ông à, con không muốn lấy vợ. Đời con còn dài mà trai còn nhiều. Ấy, lộn, gái còn nhiều. Một là con cưới con bé, hai là con không còn là chủ tịch của công ty nữa. Hai cái con chọn một đi. Ông à, chọn đi con. À, mà còn có phương án thứ ba nữa. Vậy cái thứ ba là gì ạ? Con chọn cả hai thứ trên. Hả? Hắn là hắn muốn xỉu lắm mà nha. Thôi được rồi, con cưới. Ngoan. Tại nhà của nó. Nói à, Jesse không muốn thì nó được ép nữa. Tóm lại con có muốn hay không? Ông nó lạnh lùng lơ đi lời nói của anh. Con không muốn. Vậy ta giúp con khóa thẻ tín dụng vậy. Ấy, đừng mà nội. Con cưới vậy. Thế là ngay ngày hôm sau, cô dâu biết mặt chú rể cũng biết mặt cô dâu, và đây chính là hôn ước. Giờ gờ. Nó khoác tay nội, lên lễ đường,
để tránh sự cố xe váy nên nội đã đặt cho nó chiếc váy ngắn qua gói. Tài váy dài, mai bằng ghen trắng, hắn nhìn nó. Hắn chính thức tuyên bố, đứng hình. Nội trao tay nó vào tay của hắn, hai đứa nó nhìn với kiểu bộ mắt nhìn nhau tóe lửa. Cha sứ, hôm nay chúng ta ở đây để dự hôn lễ của hai bạn trẻ này, Phương Minh Khải, còn có đồng ý lấy Hoàng Anh Vũ. À, Hoàng Anh Nhi làm vợ, dù con đồng ý. Vậy còn con, Hoàng Anh Nhi, con có đồng ý lấy? Con đồng ý, nếu chồng con là Vương Minh Khải. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Hôn đi, hôn đi. Hắn kéo nó sát vào thì thầm to nhỏ, khiến mọi người tò mò. Là vợ tôi rồi, cấm đi hôn thằng anh cậu nữa. Tôi tưởng cậu còn lấy thằng anh tôi nữa cơ chứ. Chính thức hai đứa nó đã về nhà chung sống, chỉ khổ cho thằng anh già kia. Mới đêm trước còn ôm cô dâu ngủ, đêm nay là y rằng ôm gói mà cắn răng ngủ. Sáng hôm sau, hai đứa nhỏ lại xách hai cái ba lô lên xe đến biển. Căn bản, mấy đứa nhỏ đi xe riêng là tại nướng cháy giường mới chịu dậy. Chương 5. Sau khi cả lớp chúng nó đến biển, giáo viên chủ nhiệm cho chúng nó đưa đi nhận phòng. Này, cái thằng kia, hôm qua mày ngủ với nó chơi đổ hay sao mà còn dành với tao? Travis kéo tay phải của nó. Ta chơi đổ đây, cậu ta ngủ với tao. Hắn kéo tay trái nó. Mấy người im đi, cứ vặn axit vào mặt tôi là sao? Tôi ngủ với Vicky. Nó hay ẩm lên ức chế, chạy ra chỗ nhỏ. Tiểu nha đầu, mau sang đây ngủ với anh, sườn anh thiếu một người. Cô là vợ tôi, sao đây ngủ? Sườn hai người thiếu à? Ừ. Vậy hai người sang ngủ chung đi, vậy là sườn đó thiếu người rồi. Cô, tiểu nha đầu. Này, Phiếp ơi, đêm nay hai tên này đóng phim đam mỹ đấy, có xem không? Khiếp, mẹ biết rồi còn hỏi, xem chứ. Học sinh trong lớp nghe bốn đứa nó mà cười lăn lộn. Wow, không ngờ nhị đại thiên vương lại đóng phim đam mỹ nha. Khiếp, thà cho bọn em chỉ mới có 17 tuổi mà các anh đã đóng phim 18 cộng rồi. Mấy người im đi. Thầy nói vậy thôi, hẳn 50 đứa học sinh chạy vào phòng thay đồ đi biển. Nó mặc chiếc áo bơi màu trắng, xếp thành nhiều tầng, có hai dây buộc nhỏ, quần sọc trắng. Nhỏ thì lại cả một bộ bikini màu xanh sky, chấm bi trắng. Sau khi ra bãi biển cho giáo viên cắm lưới để cho bóng truyền bãi biển, chúng nó chia ra làm hai đội, một đội nam và một đội nữ. Cả đội nam và nữ đều phải chọn ra hai người chơi giỏi để thi. Cuối cùng thì bên đội nam phải chọn ra Travis và hắn, đội nữ thì chọn tiểu nha đầu và nó. Trận chiến bắt đầu khá quyết liệt. Hắn đánh bên phải, nó đã bên trái, Travis đã bên trái, nhỏ đánh bên trái. Đánh qua đánh lại thì tỷ số vẫn đang cân bằng nhau, chính là không đều. Xong hai hiệp, tỷ số đang là 7-5, nghiêng về đội hot girl kia. Sau hai hiệp, tất cả 50 học sinh lao đầu xuống biển. Chúng nó đang tổ chức cuộc thi bơi nam nữ giữa lớp VIP và mấy anh chị QQ ngoài kia. Cậu nghĩ ai sẽ thắng đây? Tớ nghĩ là học sinh lớp VIP đấy, chúng nó sung thế cơ mà. Đó là nghĩ là mấy thằng chàng trai trẻ kia, nhìn họ có rất nhiều kinh nghiệm. Đúng là học sinh lớp VIP sung sướng thật, nhưng vẫn thua hiệp 1, mãi hai hiệp còn lại mới thắng anh chị kinh nghiệm đầy mình. Chương 6. Tại ngày hôm bóng chuyền bãi biển đó, 50 đứa rủ nhau đi ăn. Nhà trường đã đặt bàn trên thuyền. Nó đi ra khỏi phòng với áo rất tớp màu đen in chữ bét theo kiểu white in white. Quần sọt đen bó thêm đôi giày bánh mì màu đen và chiếc áo khoác hình thỏ Totoro. Nhỏ thì lại mặc chiếc váy maxi có phần đen trên, phần dưới đen trắng, xen kẽ kết hợp với giày cao gót kiểu đế bánh mì màu trắng. Còn 48 người còn lại, em không cần biết.
Lên thuyền, nam mấy đứa vừa ngồi xuống bàn cầm menu lên, hắn nói to. Mọi người chọn món, tôi bao. Ít ra thì hắn cũng không nên kêu với vợ, nên cho cô vợ yêu quái kia biết thế nào là hào phóng. Bạn khải đai của chúng ta bao rồi, các bạn chọn nhiều một chút đi. Nó nói, thế rồi 49 đứa lao đầu vào chọn. Hắn mặt tái mét khi nghe chúng đó gọi, còn anh phục vụ thì chảy mồ hôi hột mà ghi lấy ghi đẩy. Sau khi lần lượt các món được mang ra, nằm 10 đứa vùi đầu vào ăn. Đang định tí nữa đi dạo thì bất ngờ có cái gì đấy, ai ngờ lại gọi cả đống thế này. Thôi ăn xong tí nữa đi dạo rồi về ngủ. Một tiếng đồng hồ. Xong rồi, có bằng nào đi dạo không? Nhỏ lớp trưởng kêu lên. Tớ, tớ. Thế rồi, 50 đứa đã đi dạo trên biển. 8 giờ rồi, thủy triều lên. Mát quá, nó tiếc mắt lại rùi giọng với nước. Hắn theo mỉm cười. Xem ra sau khi cưới nó về, hắn cười nhiều hơn rồi. 9 giờ hơn về lại khách sạn, ai nấy lấy thẻ phòng, rồi người người về phòng nấy. Nó với nhỏ cũng thay đồ lên giường. Nói thật, chơi với hai con bé đó có ngày tự kỷ. Nó và nhỏ ngủ hai giường khác nhau mà on face chat với nhau. Mai đi đâu đây ta? Hỏi bằng Khải kìa. Muốn đi đâu? Nói đi rồi mày trẫm cho đi. Ai, cái thằng kia, mày mà là trẫm thì ta là đương kim hoàng hậu nhá. Rồi, đương kim hoàng hậu cho tao làm gái mày đó. Ai thêm tên điên vào nhóm kia thế? Ông Vũ ấy. Chương 7. Mới ở biển được có 3 ngày thôi mà 50 đứa đã bị đưa về rồi, chả hiểu thế nào mà lại cho về sớm đến thế. Thay vì đi biển một tuần, lớp chúng nó sẽ lên một hòn đảo ở nốt 3 ngày còn lại. Thế thôi đành 50 đứa hành hành ngủ ngủ đi lên hoang đảo. Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại hoang đảo. Ông hét cái gì, đến họng lại, không thì tí nữa lại khát nước. Bà lo cho tôi à? Ông điên à, tôi lo cho ông hết nước thì tí nữa làm sao mà 49 đứa bọn tôi có nước mà uống. Bà nói chạy đến. Hai ông bà đi kiếm củi với tôi không? Được, tôi đi với bà. Ờ, để tôi gọi Vicky. Nó chạy lại gọi nhỏ. Thế rồi ba đứa cùng đi kiếm củi. Thật ra chỉ là kiếm mấy cái cành khô thôi. Đè mấy cành khô xếp thành xuống đất,